Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 193. Sao? Tinh thần Hạ Thiên về lại cơ thể, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện đã thanh trừ sạch sẽ toàn bộ ma chủng trong người hắn. Ngươi thế nào rồi? Cung chủ Thiên Cung thấy Hạ Thiên thổ huyết, không khỏi giật mình nhưng nàng cũng không lớn tiếng kêu lên sợ hãi, tránh làm nhiễu loạn tâm tư của những nữ nhân khác. Có chút thú vị. Hạ Thiên lau vết máu ngoài miệng, cười nói có chút môn đạo. Lại lần nữa, Thiên Sát Ma Chủ ngồi dưới đất hơi nhếch miệng, hình ảnh Hạ Thiên thổ huyết, ngoại trừ cung chủ Thiên Cung chỉ có hắn ta là nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Vũ Cơ nhạy bén phát hiện chỗ không ổn, nhưng bởi vì có đài sen cản trở, nàng không nhìn thấy rõ chuyện xảy ra bên trong. Vợ đại yêu tinh, nàng không cần lo lắng, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thiên khinh thường, thuận miệng trả lời. Triệu Vũ Cơ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vậy thì lại lần nữa, đừng để chậm trễ. Cung chủ Thiên Cung không nói thêm câu nào, tay bấm ấn quyết điểm vào mi tâm Hạ Thiên. Nháy mắt sau đó, Hạ Thiên phát hiện mình xuất hiện bên trong căn phòng màu trắng kia lần nữa. Lần này, Hạ Thiên cũng không hoảng hốt, tuyệt không sao động, bắt đầu một lần thăm dò mới. Nếu chung quanh đã không được, đi lên cũng không được, vậy chỉ có một khả năng. Đi xuống. Hạ Thiên bỗng nhiên đằng không bay lên, bốn vách tường cũng đồng thời lên cao. Tiếp theo, hắn ngưng tụ tất cả sức mạnh, giống như một quả đạn pháo, hung hăng đánh xuống mặt đất. Bù! Hạ Thiên mở mắt thật mạnh, lại bay ra bên ngoài. Lần nữa. Lần này Hạ Thiên càng thêm tỉnh táo, giữ ngón tay sáng lên định hải thần châm, trước tiến hành ở góc dưới bên trái gian phòng, giao điểm giữa hai mặt vách tường và mặt đất. Nhẹ nhàng đâm vào, sau đó rót một tia băng hỏa linh khí vào. Ba góc tường còn lại cũng giống như vậy. Tiếp theo, dọc theo ranh giới nơi hai bức tường gặp nhau, cứ 2 mét đâm vào một chút, rót vào một tia băng hỏa linh khí. Làm như vậy nguyên lý cũng rất đơn giản. Hạ Thiên không xem gian phòng là vật chết mà là xem một người sống. Một người bệnh. Hắn không thông thạo phá giải trận pháp nhưng chữa bệnh thì lại là sở trường của hắn. Đầu tiên chính là dùng ngân châm tìm ra bệnh căn, sau đó dùng băng hỏa linh khí gom tất cả bệnh căn lại cùng một chỗ, cuối cùng dùng nghịch thiên bát châm để trừ bỏ. Bệnh nhân trước mắt, cấu tạo cơ thể khá kỳ quái. Cho nên, muốn tìm kiếm và gom bệnh căn cùng một chỗ phải cần chút thời gian. Hơn nữa, tính tình bệnh nhân cũng không được tốt lắm, lúc nào cũng có thể đuổi hắn đi. Hạ Thiên vừa châm xong một chỗ, hắn lại bị một cự lực bài xích ra ngoài. Lại lần nữa. Lại lần nữa. Thử qua mấy lần, thời gian Hạ Thiên tiến vào càng lúc càng ngắn, nhưng hắn càng lúc càng tự tin, tốc độ đâm châm cũng càng nhanh. Chỉ khi nào càng đến gần điểm mấu chốt, tiên quan mới bài xích mãnh liệt như vậy. Lần này nhất định có thể. Chấm. Tiểu tiên giới, thiên ngoại thiên. Sau khi nhận được tin của Triệu Vũ Cơ, Dạ Ngọc Mị lập tức phân phó đám người Ngô Bách Trương, Tiêu Diễm Diễm ở mấy tầng động thiên khác chuẩn bị tiếp thu người truyền tống từ cực tiên mộ ra, đồng thời dặn dò bọn họ canh giữ chặt chẽ, không được xuất hiện lỗ hổng. Dặn dò xong, nàng quay người đến tứ tượng trận. Thanh thủy thần đã bị ép khô kiếp lực vẫn bị nhốt bên trong. Trước đó việc vặt quá nhiều, nhất thời chưa biết xử trí nàng ta như thế nào. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, giữ lại cũng không có tác dụng, chỉ bằng giết chết cho rồi. Ta đã cho các ngươi hết tất cả, chỉ cần mạng sống mà thôi. Thanh thủy thần thấy Dạ Ngọc Mị tiến vào, nhạy bén cảm nhận được chỗ không ổn, lập tức nói, ta đã không còn kiếp lực, cũng không ngưng tụ được kiếp lực ở cái nơi không có tiên khí này, đối với các ngươi cũng không tạo thành uy hiếp. Dù sao ngươi cũng là độ kiếp kỳ, Dạ Ngọc Mị cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận, để tránh chuyện ngoài ý muốn nổi lên, phương pháp an toàn nhất chính là giết ngươi. Ánh mắt thanh thủy thần hiện lên sự sợ hãi, ta khổ tu gần ngàn năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, lại hao tổn hơn phân nửa tích lũy của tông môn mới tu được đến độ kiếp kỳ. Ta không muốn chết, cũng không thể chết. Ngươi nói những thứ này liên quan gì đến ta? Dạ Ngọc Mị cũng không sinh ra bất kỳ đồng tình nào, lạnh nhạt nói, chúng ta đang sống tốt ở đây, ba thần tướng các ngươi tự dưng đánh giết đến. Nếu không phải chúng ta ứng đối kịp thời, nhanh chóng giết chết hoặc chế trụ các ngươi. Chỉ sợ bây giờ cho cốt của chúng ta đã lạnh. Muốn ta thả ngươi, dựa vào cái gì?
chúng ta chẳng qua cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Thanh Thủy Thần cau mày, do dự nói, thần quân ở phía sau, chúng ta cũng không còn cách nào. Được, bây giờ chúng ta nói đến chuyện thần quân. Dạ Ngọc Mị nói, nếu ngươi giúp ta đối phó thần quân, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Gương mặt Thanh Thủy Thần lộ ra vẻ hoảng sợ, không ai có thể thắng được Võ La Thần Quân. Các ngươi nên thừa dịp này mà chạy trốn đi. Rốt cuộc Võ La Thần Quân là hạng người như thế nào? Dạ Ngọc Mị không thèm để ý đến lời nói nhảm, tiếp tục nói, ta muốn biết tất cả những gì liên quan đến hắn ta. Ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ta cho ngươi 3 phút, không nói thì sẽ chết. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng nói xong, ngươi nhất định phải thả ta. Thanh Thủy Thần cũng không do dự bao lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, bằng không, đợi Võ La Thần Quân đến, cho dù các ngươi thả ta, ta cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Dạ Ngọc Mị từ chối cho ý kiến đối với yêu cầu của nàng, nói ra vấn đề đầu tiên, thời gian chính xác thần quân sẽ đến trái đất là khi nào. Thanh Thủy Thần cũng không nhận được lời hứa mình muốn. Ban đầu, nàng ta cũng không định trả lời, nhưng tính mệnh đang nằm trong tay người khác. Không thể không khuất phục, dựa theo kế hoạch ban đầu, chính là 3 ngày sau khi chúng ta đến đây. Vậy hắn ta có mang theo người nào khác hay không? Dạ Ngọc Mị lại hỏi. Không có, Thanh Thủy Thần lắc đầu, ngoại trừ 3 thần tướng chúng ta làm tiên phong, cũng chỉ có một mình hắn ta, còn có linh thú mà hắn ta nuôi. Dạ Ngọc Mị có chút không tin, chinh chiến xa như thế mà chỉ mang theo bấy nhiêu nhân mã. Dù sao nơi này cũng không có tiên khí. Liên minh tu tiên hoàn toàn không coi trọng. Sở dĩ phái 1 thần quân và 3 thần tướng chúng ta đến cũng bởi vì Phù Diêu tiên tử. Trong giọng nói Thanh Thủy Thần mang theo sự khinh thường, nhưng khi nói ra, lại nghĩ đến tình cảnh của mình, không khỏi oán thầm liên minh tu tiên, tin tức tình báo thật sự quá lạc hậu, không dò ra được ở cái nơi lạc hậu như thế này lại có nhiều tu tiên giả độ kiếp kỳ như thế. Dạ Ngọc Mị nói tiếp, vị thần quân kia có thủ đoạn gì lợi hại? Võ La Thần Quân đến từ ma thức giới của cửu giới liên minh tu tiên, là tu tiên giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Thanh Thủy Thần liếm môi một cái, hơi có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi nói, hắn ta là huyền cương chi thể, một trong đạo linh đạo thể vô thượng. Hơn nữa, hắn ta tu luyện công pháp cực kỳ bá đạo, gọi là thần La Cương Thủ. Thần La Cương Thủ, lông mày Dạ Ngọc Mị cao lại, nghe tên cũng cảm thấy công pháp này không đơn giản, đúng. Thanh Thủy Thần gật đầu, ánh mắt không tự chủ được hiện lên sự sợ hãi, đó là một môn công pháp cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn có thể nhờ huyền cương chi thể mà được tăng lên, có thể ngưng kết kiếp lực thành kiếp cương, có tác dụng đối phó tu tiên giả độ kiếp kỳ. Có bao nhiêu lợi hại? Dạ Ngọc Mị hỏi, so với 3 người các ngươi thì như thế nào? Thực lực của hắn ta gấp không chỉ 10 lần 3 thần tướng chúng ta cộng lại. Thanh Thủy Thần lắc đầu cười khổ. Tiếp tục bổ sung, 3 thần tướng chúng ta đã từng cùng nhau khiêu chiến hắn ta, kết quả ngay cả 10 chiêu của hắn ta cũng không đỡ được. Trong lòng Dạ Ngọc Mị không khỏi trầm xuống, luận thực lực 3 vị thần tướng mà nói, người nào cũng cao hơn nữa. Chỉ vì bọn họ liều lĩnh khinh địch, gặp ngay tên biến thái Hạ Thiên mới bị đánh tan từng người như thế. Nếu Võ La Thần Quân còn mạnh hơn cả 3 thần tướng cộng lại 10 lần, hắn ta đích thật rất nguy hiểm. Chỉ sợ. Không chỉ cần phải đánh thức Phù Diêu tiên tử, mà còn phải nghĩ cách đưa đám người Nguyệt Thanh Nhã từ Tiên Vân Đại Lục đến hỗ trợ mới được. Chỉ là không biết vì sao, thông đạo giữa Tiên Vân Đại Lục và trái đất đã bị phong bế một khoảng thời gian. Dạ Ngọc Mị hỏi thêm một lát, trên cơ bản Thanh Thủy Thần đã nói ra toàn bộ tin tức mà mình biết. Không còn cái gì khác, Dạ Ngọc Mị có chút hoài nghi hỏi. Thanh Thủy Thần oán trách, ta đã nói ra tất cả những gì mà ta biết. Còn nữa, ta cũng chỉ là tạm thời được điều động đến. Man Sơn thần tướng mới là thuộc hạ trực thuộc của hắn ta, hiểu rõ Võ La Thần Quân nhất. Nói nhiều, Man Sơn thần tướng đã chết không còn cặn bã. Dạ Ngọc Mị cảnh cáo, ngươi tốt nhất nên nói thật. Bằng không, ta có thể để ngươi chết, cũng có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Thủy Thần cười khổ một tiếng, mệnh của ta nằm trong tay các ngươi, ta không phối hợp còn có thể có chỗ tốt gì. Dạ Ngọc Mị bỗng nhiên lơ đãng hỏi một câu, phàm là một loại thể chất, hơn phân nữa sẽ có cách phá. Huyền cương chi thể có nhược điểm gì không? Cái này, Thanh Thủy Thần há miệng định nói,
nhưng lời ra đến khóe miệng lại ngừng lại, ta không biết nữa. Ngươi không thành thật rồi. Dạ Ngọc Mị thấy nàng do dự, lập tức lạnh giọng cảnh cáo, ngươi đúng là không biết trân quý tính mạng của mình. Thanh Thủy Thần chậm rãi thở dài nói, ta thật sự không biết. Chỉ là trước kia ta nghe nói qua một lời đồn, nói là huyền cương chi thể có một thiên địch, chính là Phốc. Lời còn chưa nói hết, Thanh Thủy Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, tiếp theo ánh mắt mở cực lớn, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Dạ Ngọc Mị giật mình, vội nhìn chung quanh, cũng không thấy có tình huống gì kỳ quái, nhưng nàng cũng không vì vậy mà giải khai tứ tượng trận, ngươi sao vậy? Ngươi nói thiên địch rốt cuộc là cái gì? Là, Thanh Thủy Thần há hốc mồm, nhưng vẫn không nói nên lời, lập tức khí tức đoạn tuyệt mà chết. Dạ Ngọc Mị sợ hãi cả kinh, nhưng vẫn không mở tứ tượng trận, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người chết trong trận. Bành, một lát sau, Thanh Thủy Thần bỗng dựng đứng dậy, một chưởng vỗ vào vách trận. Chậc chậc chậc, người đúng là cảnh giác, cũng không mở trận pháp ra xem. Thần thái trong mắt Thanh Thủy Thần khác biệt lúc trước quá nhiều, giọng nói cũng không còn là nữ, trận pháp này rất kỳ diệu, hẳn là do cao nhân chế tạo. Tuy nhiên, nó cũng không phải vạn vô nhất thất, vẫn có thể phá giải. Ngươi là ai? Dạ Ngọc Mị ngưng thần đề phòng, linh khí quanh thân cũng đã sớm điều động. Không cần khẩn trương, Thanh Thủy Thần cười nhạo, ta chỉ đến để tìm đường, thuận tiện hỏi ngươi mấy vấn đề. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lập tức hiểu ra, ngươi chính là Võ La Thần Quân. Không sai, ta chính là Võ La Thần Quân. Gương mặt Thanh Thủy Thần lộ ra nụ cười tự tin, cuồng ngạo, ta rất muốn biết, ở cái nơi không có tiên khí này, các ngươi làm thế nào tu luyện được đến độ kiếp kỳ. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Dạ Ngọc Mị cười lạnh, ngươi không nói cũng không sao, ta cũng đoán được một hai. Võ La Thần Quân thản nhiên nói, là bởi vì nghịch thiên chân kinh. Đã sớm có lời đồn tàn quyển nghịch thiên chân kinh lưu lạc đến cái nơi rách nát này, nhưng đám lão đầu tử trong liên minh lại sống chết không tin. Tuy nhiên, điều này cũng khó trách, dù sao ngày nào tu tiên liên minh cũng có lời đồn liên quan đến nghịch thiên chân kinh. Nếu lời đồn nào bọn họ cũng tin, bọn họ chẳng khác gì bọn ngốc. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Tuy nhiên, ở nơi này, chỉ có nghịch thiên chân kinh thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Dù sao linh khí cũng quá mỏng manh, không đáng kể. Có thể xuất hiện một kim đan kỳ cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Võ La Thần Quân không để ý đến chất vấn của Dạ Ngọc Mị, vẫn nói tiếp, cho nên, ngay từ đầu ta hoài nghi là do Phù Diêu tiên tử dở trò quỷ. Chỉ có nàng ta mới miễn cưỡng có năng lực như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, lại cảm thấy không đúng. Nếu nàng ta có khả năng tạo ra nhiều tu tiên giả độ kiếp kỳ như vậy, vì sao nàng ta không quay về liên minh tu tiên tìm đám lão đầu tử kia báo thù chứ? Ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi. Dạ Ngọc Mị đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể đánh ra một kích bất cứ lúc nào, oanh sát cái tên Võ La Thần Quân gì đó thành cặn bã, muốn nói cái gì thì nói đi, muốn làm cái gì thì làm đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Võ La Thần Quân vẫn không để ý đến Dạ Ngọc Mị, về sau ta lại nghĩ đến, bên trong đạo linh chi thể vô thượng có một loại thể chất có thể tự sinh linh khí, nhưng phải cần không ngừng song tu mới được. Nói đến đây, hắn ta chậm rãi định ánh mắt vào người Dạ Ngọc Mị, cười nói, tàn tích bên trong cơ thể của người nói rõ, người đã từng song tu với người có loại thể chất đó, đúng không? Dạ Ngọc Mị biết hắn ta đang nhắc đến Hạ Thiên, nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha, bổn quân đã có được đáp án. Võ La Thần Quân nhìn biểu hiện của Dạ Ngọc Mị, thỏa mãn gật đầu, tiểu tử kia quả nhiên có lưỡng cực đạo chi thể, chỉ là không biết âm dương, thần ma, hay là băng hỏa. Đi chết đi. Dạ Ngọc Mị bỗng nhiên rót tất cả linh khí vào trong tứ tượng trận, lập tức khởi động uy lực trận pháp đến mức lớn nhất. Oanh! Một luồng thần quang cực kỳ chói mắt sáng lên, không chỉ là tứ tượng trận. Ngay cả hơn phân nửa thiên ngoại thiên cũng bị đánh nát. Cả người Dạ Ngọc Mị cũng bị đánh bay ra ngoài. Lập tức một bóng người bay đến, nhấc nàng biến mất trong nháy mắt. Một bên khác, bí cảnh thiên cung, bên trong cực tiên mộ. Hạ Thiên một lần nữa tiến vào bên trong thiên quan, vẫn là gian phòng có bốn vách tường màu trắng bạc. Hắn dùng định hải thần châm trực chỉ phía trước, dùng một thước châm ngoại châm dẫn băng hỏa linh khí cho cả gian phòng.
gian phòng có bốn vách tường màu trắng bạc rốt cuộc cũng có thay đổi. Đầu tiên là bốn vách tường nhanh chóng thối lui về phía sau, nhường lại một khu vực cực kỳ rộng rãi. Qua vài giây nữa, chính giữa gian phòng xuất hiện một cái giường ngọc, bên trên có một thiếu nữ áo trắng cực đẹp đang nằm. Hạ Thiên nhanh chóng vọt đến bên cạnh giường ngọc, lặng lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nằm trên giường. Áo nàng trắng như tuyết, lông mày giống như núi xa. Thiếu nữ nhìn qua khoảng 18-19 tuổi, dung mạo cực đẹp, có mấy phần tương đồng với cung chủ Thiên Cung, Trương Lăng Linh, nhưng còn đẹp hơn hai người kia một bậc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mái tóc dài rũ xuống vai, da thịt như ngọc. Gương mặt kia dường như tập hợp đủ linh khí tinh hoa nhất giữa thiên địa, nhìn một chút cũng đủ cảm thấy tinh thần thanh thản. Vẻ đẹp này không tầm thường nhưng lại không lòe loẹt, đẹp một cách tự nhiên. Đúng là xinh đẹp tuyệt trần, không mang theo nửa phần khói lửa nhân gian. So với thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Thanh Nhã không hề thua kém mảy may. Vợ tiên tử, dung mạo của nàng thật xinh đẹp. Ngoại trừ cách xưng hô tiên tử, Hạ Thiên xác thực không nghĩ ra cách gọi nào khác. Chỉ cần nhìn một lần, Hạ Thiên đã quyết định nữ nhân này phải là vợ của hắn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu tỉnh nàng. Một người nằm một mình gần vạn năm, không khỏi quá tịch mịch. Ta nên đến sớm một chút, như vậy nàng sẽ không cô đơn. Nói xong, hắn liền đổi một cây ngân châm, chậm rãi đâm tới thiếu nữ áo trắng trên giường ngọc. Sao? Tuy nhiên, khi ngân châm còn cách mi tâm thiếu nữ áo trắng hai tấc thì dừng lại, Hạ Thiên làm sao cũng không đâm xuống được. Chuyện gì xảy ra thế? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, tại sao còn có cơ quan? Không xong đúng không? Hai. Trong lúc Hạ Thiên đang định hạ châm, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Là ai? Hạ Thiên cau mày nói, ra đây. Âm thanh kia nói, ngươi nên ra ngoài đi. Nơi này không phải là nơi mà ngươi nên đến. Ngươi cũng không nên quấy rầy sự thanh tĩnh của Phù Diêu. Ngươi là ai? Có liên quan đến ngươi sao? Hạ Thiên nhếch miệng, giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân, chẳng khác nào đám chuột nhắt. Ngươi chính là cái rắm. Ta là nàng vạn năm trước, một sợi tàn niệm còn sót lại. Âm thanh kia đáp lại, ngươi ra ngoài khuyên bảo những người muốn thức tỉnh nàng đừng nên uổng phí sức lực, càng không nên quấy nhiễu nàng. Hạ Thiên nói, ta cũng không phải đến quấy rầy nàng, ta đến là để cứu nàng. Ra ngoài đi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác nguy hiểm sắp đến sao? Âm thanh kia chợt xa chợt gần, nếu còn do dự nữa, ngươi có thể sẽ mất đi các bằng hữu của ngươi bên ngoài. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi đang uy hiếp ta, ta chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi, có người đến, hơn nữa còn là kẻ địch rất cường đại. Vạn năm sinh tử quan của Phù Diêu cũng không dễ dàng thức tỉnh. Ta không giúp được ngươi, chính ngươi tự mình ra ngoài nghênh địch đi. Nếu còn chậm thêm chút nữa thì sẽ muộn mất. Một cự lực đánh tới, Hạ Thiên phát hiện mình không cách nào chống lại, lập tức về bên ngoài thiên quan. Sau khi Hạ Thiên quay lại, hắn lập tức đứng lên, kinh sợ nhìn chung quanh. Thế nào? Cung chủ Thiên Cung nhìn thấy, không khỏi hỏi, chẳng lẽ thất bại rồi sao? Nàng ấy nói cho ta biết có người đến, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cung chủ Thiên Cung cả kinh, lập tức thu công, bỗng nhiên đứng dậy bay ra khỏi đài sen màu trắng. Thế nào? Triệu Vũ Cơ hỏi. Cung chủ Thiên Cung không có thời gian để giải thích, cất cao giọng nói. Mọi người lập tức thu công, toàn bộ tập trung lại, ngưng thần đề phòng. Mặc dù các nữ nhân khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Kiếm khí ngưng tụ trong tay cung chủ Thiên Cung, chém về phía Long Hưng Vân và Tiêu Quân Tiện đằng xa. Mặc kệ hai người có vấn đề hay không, bây giờ nàng nhất định phải giải quyết, đề phòng vạn nhất. Bành bành bành. Đúng vào lúc này, hơn 10 luồng hàn quang bay đến, đánh chúng nữ bay ra ngoài. Một bóng người trong nháy mắt vọt đến đài sen, người này chính là Long Hưng Vân. Long Hưng Vân đứng trên đài sen, nhếch miệng phá lên cười, lại bị các ngươi phát hiện, đúng là thất bại. Nói xong, ông ta quay sang nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi không phải thứ người vô dụng. Đáng tiếc, Phù Diêu tiên tử không phải là người mà ngươi mơ ước. Để ta mang nàng ta về tu tiên liên minh tiếp nhận cực hình. Ngươi không phải lão họ Long ngu ngốc kia. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn người trước mắt. Long Hưng Vân cười khẽ tất nhiên không phải rồi.
cơ thể này chỉ là bổn quân mượn dùng, có vết xe đổ của ba thần tướng, bổn quân làm sao có thể tùy tiện hiển lộ bản tôn. Hạ Thiên nhếch miệng, nói dễ nghe như vậy, đơn giản chỉ là một tên ngốc tham sống sợ chết. Tốt, ta thích. Long Hưng Vân tuét miệng cười, lộ ra một miệng đầy răng nanh, đáng tiếc, tính tình của ta cũng không hề tốt đẹp gì. Cho nên, các ngươi nên từ bỏ chống lại đi, có như vậy, các ngươi mới chết nhẹ nhõm được. Ngươi nên tự chọn kiểu chết cho mình đi. Hạ Thiên hỏi ngược lại, không biết xương cốt của ngươi có đủ cứng hay không, tránh đốt thành cho cũng không đủ dùng. Long Hưng Vân nói khẽ, đúng là không biết mùi vị. Ngươi cho rằng dựa vào mấy người này, cộng thêm một thứ không phải người thì có thể chống lại bổn quân. Ngươi là thứ gì chứ? Thiên sát ma chủ bên dưới đài sen nổi giận, vọt đến trước mặt Long Hưng Vân, quát lớn, đây là cơ thể ma chủng của ta, ngươi có tư cách gì mà lấy dùng, mau nạp mạng cho ta đi. Hắn ta đưa tay đánh ra một chưởng về phía Long Hưng Vân. Buồn cười. Long Hưng Vân chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua, gương mặt hiện lên sự khinh bỉ, nhẹ nhàng vươn tay. A! À, cổ thiên sát ma chủ bị bóp chặt. Cửu sát giới đã bị diệt. Dị tộc ngươi cũng không nhất thiết phải tồn tại. Long Hưng Vân lãnh đạm nhìn thiên sát ma chủ, hàn mang xuất hiện trong tay, trong nháy mắt xuyên thủng cổ thiên sát ma chủ. A! À, thiên sát ma chủ hét thảm một tiếng, thất khiếu tuôn ra máu trắng, cả người mềm oặt ngã xuống, hiển nhiên là không sống nổi. Tuy nói thiên sát ma chủ bị vây trong cực tiên mộ gần vạn năm, nhưng hắn ta đã từng là độ kiếp kỳ, vạn lần không nghĩ đến vừa đối mặt đã bị người này giết chết. Hạ Thiên nhìn thấy, không khỏi cau mày. Hắn muốn giết thiên sát ma chủ thật ra cũng không phải việc khó, nhưng tuyệt đối không làm một cách hời hợt như vậy được. Thần quân trước mắt đúng là cường địch, hơn nữa còn có thể là cường địch mạnh nhất từ lúc hắn chào đời đến nay, hình như ngươi hơi sợ. Long Hưng Vân đắc ý cười với Hạ Thiên, tuy nhiên cũng bình thường thôi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân, mặc dù thân phụ nghịch thiên bát châm, lại có nhiều hồng nhan tương trợ nhưng phàm nhân chính là phàm nhân, không thể làm trái được ý trời. Hạ Thiên bật cười, không phải ta sợ mà là ta hưng phấn. Ngươi tốt nhất nên mạnh thật. Đừng giống như đám ngớ ngẩn trước đây. Ngoài miệng thì nói rất mạnh, kết quả tam quyền lưỡng cước đã bị ta đánh chết. Ha ha, cái này thì ngươi yên tâm đi. Long Hưng Vân cười khẽ, lộ ra biểu hiện khinh thường, chậm rãi vươn một ngón tay, giết ngươi chỉ cần một chỉ là đủ, không cần dùng đến quyền cước. Lúc này, Triệu Vũ Cơ và cung chủ Thiên Cung cũng đã rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, đồng loạt đối mặt với Long Hưng Vân. Ngươi chính là thần quân do liên minh tu tiên phái đến. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Hưng Vân. Long Hưng Vân chỉ cười không đáp. Xưng hô như thế nào? Triệu Vũ Cơ lạnh lùng nói, sẽ không phải ngay cả cái tên cũng không dám nói chứ. Long Hưng Vân lãnh đạm nói, liên minh tu tiên, ma thức giới, võ la thần quân. Tiếp theo, hắn ta mỉm cười nói tiếp, các ngươi cũng đừng muốn kéo dài thời gian, không có tác dụng gì đâu. Cung chủ Thiên Cung và Triệu Vũ Cơ nghe nói xong, không khỏi cau mày. Nụ cười trên mặt Long Hưng Vân lại càng đậm hơn, vừa rồi, vị nữ tử tên Dạ Ngọc Mị đã bị bản tôn đánh bại. Bây giờ hơn phân nửa đã chết rồi. Bành! Một nắm đấm đánh tới, đánh mặt Long Hưng Vân bể ra. Tuy nhiên, võ la thần quân cũng không có phản ứng gì quá lớn, phút chốc lại chọn chúng cơ thể tiêu quân tiện, mặc cho Long Hưng Vân chết đi. Tính tình đúng là nóng. Đáng tiếc người phát tiết ngọn lửa này không có chút ý nghĩa nào. Võ La Thần Quân mỉm cười đắc ý, khinh miệt cau mày, bổn quân chỉ mượn cơ thể bọn họ dùng một lát. Ngươi giết bọn họ hoàn toàn không có chút tổn hại đối với ta. Bành! Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã đánh tới. Lần này, Võ La Thần Quân linh hoạt tránh đi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Thừa dịp bây giờ ta còn hào hứng, chúng ta không ngại tâm sự đi. Ta chẳng có chuyện gì nói với ngươi hết. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không phải đến giết chúng ta sao? Ngươi còn giả bộ gì nữa, mau ra tay đi. Võ La Thần Quân khẽ cười một tiếng, giết, nhất định là phải giết rồi. Giọng nói của hắn ta giống như giếng cổ không gợn sóng, mang theo ý vị cao lâm thiên hạ. Tuy nhiên, ta chưa hẳn là muốn giết sạch toàn bộ, chỉ cần thanh trừ một số con côn trùng không chịu nghe lời là được. Ngươi nói ai là côn trùng? Triệu Vũ Cơ lạnh giọng quát mắng. Võ La Thần Quân cười nói, bổn quân nói ai thì chính là người đó.
ngươi không có tư cách nói lời đó. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, ngươi mới là côn trùng. Bây giờ ta có thể giẫm chết ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Võ La Thần Quân bỗng nhiên lạnh xuống, sát khí đáy mắt tràn ra. Cho dù Triệu Vũ Cơ cũng là độ kiếp kỳ, nhưng nàng không khỏi run lên trong lòng. Cái tên Võ La Thần Quân này quả nhiên là một người lợi hại, tuyệt không phải người bình thường. Về phần chúng nữ đứng đằng xa, bọn họ bị luồng sát khí ảnh hưởng, nhất thời có chút đứng không vững, trong lòng sinh ra sợ hãi. Tu vi thấp như Nhiếp Tiểu Lý, Bạch Tiêm Tiêm, còn có Thạch Thuần, sắc mặt ba người trắng bệch, liều mạng vận linh khí muốn áp chế sự khiếp sợ trong đáy lòng. Có dám đánh với ta một trận hay không? Hạ Thiên bỗng dừng bước về phía trước một bước, đánh gãy khí thế Võ La Thần Quân đang tỏa ra, chẳng thèm chơi chiêu gì hết, cứ ra quyền. Đánh không chết ngươi, xem như ta thua. Cung chủ Thiên Cung nghe Hạ Thiên nói, lập tức ý thức được hắn muốn làm gì. Thật ra, Hạ Thiên đang dùng lời nói kích thích đối phương, để Võ La Thần Quân từ bỏ ưu thế, dùng phương thức đơn giản nhất tiến hành quyết đấu, có lẽ còn có một chút hy vọng thắng lợi. Triệu Vũ Cơ rất nhanh đoán được ý đồ của Hạ Thiên. Đây đúng là một phương pháp tốt. Đừng nhìn nàng ấy và cung chủ Thiên Cung đều là độ kiếp kỳ, Hạ Thiên có nghịch thiên bát châm tương trợ, cũng tương đương với độ kiếp kỳ. Nhưng Võ La Thần Quân là độ kiếp kỳ đỉnh phong, sự chênh lệch trong đó, nói theo một cách khác, thậm chí còn cao hơn một hai cảnh giới. Nó cũng giống như chạy thi với nhau, chênh lệch một hai phút nhưng thật ra trình độ không kém nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, khi lên sàn thi đấu cấp thế giới, tranh nhau nửa giây đều là lạch trời cả đời cũng không thể vượt qua. Dõng dạc, đúng là không biết mùi vị. Võ La Thần Quân lắc đầu, cười như không cười nhìn Hạ Thiên, phép khích tướng của ngươi đừng dùng nữa. Đúng là ngây thơ cực kỳ. Không dám thì nói thẳng không dám. Hạ Thiên nhếch miệng, bớt lấy cớ đi. Ha ha! Võ La Thần Quân cười khẽ một tiếng, cũng không thèm để ý Hạ Thiên. Chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía cung chủ Thiên Cung, người có biết giao lưu như thế nào không? Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy rất khó chịu, há miệng định phản bác, cung chủ Thiên Cung đã đưa tay ngăn lại, lạnh nhạt nói, ta nghĩ chúng ta cũng không cần vòng quanh gì cả, nói thẳng ngươi muốn làm cái gì đi. Ngươi gọi là thần quân nhưng chúng ta cũng không phải sâu kiến mặc cho ngươi nắm. Cho dù giết không chết ngươi, đồng quy vô tận với ngươi cũng không phải là không làm được. Ha ha! Người nói nghe có chút khí thế nhỉ, nhưng chẳng qua chỉ là e sợ. Võ La Thần Quân chậm rãi nhìn chung quanh, được rồi, cũng không sao, dù sao bổn quân đến đây cũng chỉ là giải sầu một chút, thuận tiện giải quyết một số chuyện. Có dám thì mau thả đi, Hạ Thiên khó chịu nói. Đúng là không biết xấu hổ, Võ La Thần Quân nhướng mày, bỗng nhiên nhấc chỉ điểm về phía Hạ Thiên. Mấy luồng kiếm khí tinh thuần lao thẳng đến hắn. Kiếm khí mờ mịt. Như khói như sương. Nhưng nhìn kỹ lại, bên trong khói mù dường như cất giấu thần binh vô thượng, sắc bén không thể đỡ. Hạ Thiên cũng không sợ hãi, giữa ngón tay sáng lên ngân châm, vận băng hỏa linh khí nghênh đón. Nói muốn giao lưu, kết quả còn không phải đánh nhau sao? Vù! Vừa mới tiếp xúc, Hạ Thiên không khỏi cau mày. Ngân châm của hắn bị đứt đoạn, ngay cả một giây cũng không chống đỡ được. Tình huống này lần đầu tiên gặp được. Sau khi ngân châm đứt đoạn, kiếm khí như khói như sương bỗng nhiên ngưng thực, biến thành một thanh cự kiếm che trời đâm thẳng vào tim Hạ Thiên. Hạ Thiên phản ứng khá nhanh, ngân châm vừa đứt, hắn lập tức vận kiếp lực còn lại, bóp quyền đánh tới. Bành! Lần này, Hạ Thiên thật sự cảm nhận được sự lợi hại của Võ La Thần Quân. Bên trong kiếm khí rõ ràng có kiếp lực. Loại kiếp lực này hoàn toàn khác biệt với kiếp lực mà hắn nhận biết trong khoảng thời gian gần đây. Bất ngờ không đề phòng, Hạ Thiên thoáng có chút không chịu nổi. Cũng may, cung chủ Thiên Cung và Triệu Vũ Cơ đã sớm có phòng bị, lập tức vọt đến sau lưng Hạ Thiên, rót linh khí của mình qua. Cùng lúc đó, đám người Tô Bối Bối cũng bắt đầu chuyển động, xuất ra sát chiêu của mình đánh về phía Võ La Thần Quân. Thần La Cương Thủ, Vạn Tượng Trục Không. Khóe miệng Võ La Thần Quân nhếch lên nụ cười khinh miệt, nhẹ nhàng khoát tay, xuất ra một môn thần thông do hắn ta tự mình sáng chế. Bành! Đám người Tô Bối Bối vừa mới nhào đến đã bị đánh bay ra ngoài, không thấy tăm hơi. Tiếp theo, Triệu Vũ Cơ có chút không chịu được, miệng ngòn ngọt, rin ra từng vết máu.
cung chủ thiên cung cũng không dễ chịu hơn, nhưng nàng chỉ cau mày, ngay cả tiếng rên gì cũng không phát ra. Hừ, Hạ Thiên nghiến răng, ta không tin ta không đánh nát ngươi. Nói xong, nắm đấm của hắn đánh tới cự kiếm che trời. Bành, một quyền đánh tới, không hề có tác dụng. Bành, bành, hai quyền không mang lại hiệu quả gì. Ba quyền, bốn quyền, năm quyền, mười quyền, trăm quyền. Không bao lâu sau, quyền ảnh trùng điệp, nhanh đến mức khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy rốt cuộc có bao nhiêu quyền được đánh ra. Ha ha, có chút thú vị. Gương mặt Võ La Thần Quân hiện lên nụ cười thích ý. Hắn ta đưa tay khống chế cự kiếm che trời, tiếp tục tạo áp lực cho Hạ Thiên, bổn quân muốn xem các ngươi có thể chống được bao lâu. Chống cái đầu ngươi đấy. Đúng vào lúc này, cái bóng của Hạ Thiên bỗng nhiên không chút dấu hiệu xuất hiện trước mặt Võ La Thần Quân, đi chết đi. Hạ Thiên đánh thẳng vào đầu Võ La Thần Quân. Mặc dù Võ La Thần Quân có chút ngoài ý muốn nhưng hắn ta cũng không bối rối, ý cười cũng không giảm, để ta xem nắm đấm của ngươi có bao nhiêu khí lực. Ai nói là nắm đấm? Hạ Thiên cười một tiếng, giữa ngón tay lộ ra ngân châm, thẳng tắp đâm vào mi tâm của Võ La Thần Quân. Sao? Võ La Thần Quân giật mình nhưng vẫn muộn một chút, cơ thể mơ hồ có chút mất khống chế. Ta sẽ cho ngươi tiếp tục giả bộ. Hạ Thiên không bỏ qua thời cơ lần này, một quyền lại một quyền đánh vào mặt Võ La Thần Quân. Bành! Liên tiếp trăm quyền, đánh cho Võ La Thần Quân miệng phun máu tươi, không hề có cơ hội hoàn thủ. Cùng lúc đó, cung chủ Thiên Cung và Triệu Vũ Cơ cũng không tiếp tục liều mạng với cự kiếm che trời nữa, mà chuyển sang đưa nó đến huyền tinh tiên quan trên đài cao. Oanh! Một tiếng vang rền, tiên quan vẫn lông tóc không thương. Nhìn thấy tình hình này, hai người thầm than một tiếng, lập tức đi giúp Hạ Thiên. Đồng thời, mấy chục người bị đánh bay ra ngoài cũng dần dần khôi phục lại. Tô Vô Song lửa giận ngút trời, nhấc lên đoản kiếm, sử dụng kiếm khí cao giai của Phiếu Miểu Tiên môn đâm thẳng vào hậu tâm Võ La Thần Quân. Ninh Nhụy Nhụy dùng Lưu Vân Thiết Nhận đã được cải tạo, cùng với những người khác ra sức tiến lên, tranh thủ đánh ra một đợt tấn công. Đúng là can đảm, ta vốn muốn cho các ngươi một cơ hội sống, đáng tiếc các ngươi lại không biết trân quý. Chính giữa răng môi Võ La Thần Quân thỉnh thoảng chảy ra máu tươi, nhưng bởi vì giới hạn cơ năng cơ thể Thiêu Quân Tiện, hắn ta không cách nào phát huy được 5-6 phần 10 uy lực thần la cương thủ cho hắn ta, cho nên mới để cho đám người Hạ Thiên bắt được tiên cơ. Tuy nhiên, đám người trước mắt quả thật khiến cho hắn có chút mất thể diện. Mặt mũi của một tu tiên giả độ kiếp kỳ đỉnh phong đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Cho dù bây giờ hắn ta chỉ mượn cơ thể của một phàm nhân, nhưng cũng không phải người trước mắt có thể làm nhục. Thần la cương thủ, vô ngã thiên xích. Võ La Thần Quân cảm giác nhục thân trước mắt không chống đỡ được bao lâu, lập tức xuất ra sát chiêu sở trường. Toàn thân trên dưới nổi lên khe hở nhỏ vụn. Bên trong khe hở rò rỉ ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng khiến cho người ta mắt mở thần mê, giống như khí tức của đại đạo. Chỉ cần là tu tiên giả, đối với đại đạo đều có lòng hướng tới. Cho nên vô thức sẽ thả lỏng cảnh giác. Mọi người cẩn thận, kềm chế tâm thần, đừng bị mắc lừa. Cung chủ Thiên Cung giật mình, vội lớn tiếng nhắc nhở. Ha ha, các ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Võ La Thần Quân nhe răng cười một tiếng, kim quang trên cơ thể bắt đầu trở nên mê huyễn, lúc nào cũng có thể thoát khỏi quyền phong của Hạ Thiên, cũng có thể thoát khỏi ngân châm trói buộc trong cơ thể. Chúng nữ xông lên quả thật hơi muộn, người nào cũng bị kim quang chấn nhiếp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Triệu Vũ Cơ hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn các nàng lâm nguy, lập tức phân thần đi giải cứu các nàng, nhưng cũng không đến kịp. Dám đả thương nữ nhân của ta, muốn chết. Hạ Thiên thật sự tức giận, hắn không nhìn được nữ nhân của mình bị thương tổn, dù một chút xíu cũng không được. Sát khí không nhận thua nổi lên trên gương mặt hắn, hắn lập tức chuyển băng hỏa linh khí thành kiếp lực, muốn giữ chặt thần hồn của Võ La Thần Quân, không cho hắn ta tách ra. Giống, biểu hiện Võ La Thần Quân thay đổi, kim quang bùng cháy, đánh bay tất cả những người đến gần hắn ta. Ha ha, thì ra ngươi cũng sợ chết, Hạ Thiên cười lạnh một tiếng. Sợ chết. Võ La Thần Quân cười khẩy, khinh thường nói, bổn quân sẽ không chết đâu, càng không có khả năng bị loại người như ngươi giết chết.
ta muốn giết các ngươi dễ dàng như bóp chết một con kiến. Hạ Thiên cười lạnh, chỉ sợ chưa hẳn, nếu ngươi thật sự vô địch, cần chi nói nhảm nhiều với chúng ta như thế, đã sớm ra tay rồi. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Ánh mắt Võ La Thần Quân càng thêm tức giận, ngươi đừng có mà làm càn, không có tác dụng gì đâu. Vậy ta lại càng phải xem ngươi như thế nào. Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng, cái tay giữ chặt bờ vai Võ La Thần Quân vừa nãy đã không cho hắn ta cơ hội giãy giụa. Nói xong, hắn một quyền đánh tới. Phốc! Võ La Thần Quân chịu một quyền của Hạ Thiên, miệng mũi phun máu, giống như không còn sống được bao lâu. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn ta vẫn lạnh lùng như cũ. Dù sao đây cũng chỉ là một thi thể mượn dùng tạm. Tuy nhiên, hắn ta vẫn cảm thấy tức giận khó bình, bổn quân đích thật đã quá chủ quan, đồng thời cũng đánh giá thấp các ngươi. Tiếp theo, hắn ta chợt đổi giọng, tuy nhiên, các ngươi cũng đừng có đắc ý, chờ bản tôn của ta đến, cho dù các ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Bổn quân sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần, ngàn lần, hy vọng các ngươi đến lúc đó hãy cố mà hưởng thụ. Hạ Thiên lười biếng nói, cho dù bản tôn gì đó của ngươi đến, cũng sẽ chết trong tay ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Võ La Thần Quân cười nhạo, các ngươi có nội tình gì, bổn quân đã tìm hiểu được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người cộng lại miễn cưỡng chỉ bằng năm thành thực lực của bản tôn, giết các ngươi chẳng khác nào giết một đám gà nhãi nhép. Mặt cung chủ Thiên Cung vẫn không thay đổi nói, xem ra ngươi không chịu tiếp thu bài học. Chúng ta còn có một lá bài tẩy chưa dùng đến. Ha ha, ngươi nói là Phù Diêu tiên tử. Võ La Thần Quân có chút khinh thường nói, một người nằm trong tiên quan gần vạn năm, cho dù được các ngươi thức tỉnh thì tính sao? Chỉ sợ thực lực của nàng ta đã sớm 10 không còn một, như thế nào lại là đối thủ của ta chứ? Triệu Vũ Cơ nhìn không được liền nói, muốn đến thì cứ đến, chả lẽ chúng ta sợ ngươi? Mấy người vừa mới bị đánh bay cũng đã quay về, vây quanh Võ La Thần Quân ở chính giữa. Dù sao ngươi cũng chết chắc rồi. Hạ Thiên khó chịu quát, cho dù bản tôn của ngươi đến cũng chỉ có một con đường chết. Được rồi, ta lười đấu võ mồm với các ngươi. Biểu hiện của Võ La Thần Quân nhiều lần thay đổi, cơ thể này xác thật không thể chèo chống được bao lâu, nhưng bản tôn chạy đến còn cần tốn chút thời gian. Suy nghĩ một chút, hắn ta nghĩ đến một cách, vì thế hắn ta nói với Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi có dám quyết một trận sinh tử với ta không? Để ta xem quả đấm của ngươi lợi hại hay là nắm đấm của ta lợi hại. Đây là lời mà Hạ Thiên đã nói cách đây không lâu nhưng hắn ta làm như không nghe thấy. Nghĩ không ra, chỉ mấy phút ngắn ngủi trôi qua, tình thế đã trực tiếp nghịch chuyển, lần này đến phiên hắn ta nói. Chồng, đừng nghe hắn ta nói. Triệu Vũ Cơ lập tức thuyết phục, hắn ta nhất định đang đánh chủ ý xấu, cứ giết hắn ta đi là được. Cho dù các ngươi tạm thời khống chế được ta. Nhưng muốn giết ta, các ngươi phải tốn chút khí lực. Võ La Thần Quân cười nhạo, biểu hiện có chút ngạo nghễ, hơn nữa, nếu ta muốn khăng khăng liều cá chết lưới rách, đám người các ngươi. Nói xong, hắn ta nhìn xung quanh rồi nhìn chúng nữ của Hạ Thiên, nhiều mỹ nhân như thế, ít nhất cũng phải chết một nửa. Ngươi có thể tiếp nhận hậu quả này hay không? Tổ bối bối có chút lo lắng nói, Hạ Thiên, cẩn thận bị hắn ta lừa gạt. Đúng vậy, chồng. Đừng tin hắn ta. Lam y nhân cũng lên tiếng, cho dù chúng ta không giúp đỡ được điều gì, nhưng năng lực tự bảo vệ mình là vẫn phải có. Tô Vô Song đồng ý, không sai, người đừng nghe địch nhân nói làm gì. Bạch Tiêm Tiêm kiên định nói, Thiên ca ca, người không cần lo lắng cho chúng ta. Dương San thì lời gì cũng không nói. Bất luận Hạ Thiên quyết định như thế nào, nàng chỉ cần không oán không hối đi theo là được. Nhiếp Tiểu Lý cắn môi. Quyết định đồng sinh cộng tử với Hạ Thiên. Thạch Thuần cũng tham gia vào, anh rể, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi vô điều kiện. Chậc chậc chậc, Võ La Thần Quân nhìn các nữ nhân của Hạ Thiên, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, thật ra bổn quân cảm thấy rất khó hiểu, một người cuồng ngạo vô tri, lại tự cao tự đại như ngươi lại có nữ nhân thích, hơn nữa còn vì ngươi mà xuất sinh nhập tử, đúng là không thể tưởng tượng được. Đó là vì ta đẹp trai. Hạ Thiên nghiêm túc nói, loại người quái dị như người vĩnh viễn không thể nào hiểu được đâu. Võ La Thần Quân cười khẩy, đúng là không thể nói lý. Ngươi ngay cả người cũng không phải, đương nhiên không thể hiểu được loại tình cảm này rồi. Hạ Thiên nhếch miệng. Đừng nói nhảm nữa, cứ trả lời ta.
Võ La Thần Quân có chút không được kiên nhẫn, nếu không muốn, vậy thì cá chết lưới rách thôi. Ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý mất đi đám nữ nhân của mình là được. Nếu ngươi đã chọn xong kiểu chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Thiên đương nhiên không muốn nữ nhân của hắn tiếp nhận uy hiếp như vậy, hắn gật đầu đồng ý tới đi. Võ La Thần Quân ừm một tiếng, lắc vai của mình, còn không mau buông ra. Ai biết ngươi có thể giở trò lừa bịp gì hay không? Cung chủ Thiên Cung ngược lại vẫn còn hoài nghi. Võ La Thần Quân tức giận quát, bổn quân là thần quân của liên minh tu tiên giả độ kiếp kỳ đỉnh phong, mặt mũi của ta còn nặng hơn mạng của các ngươi thiên quân, ngươi cảm thấy bổn quân sẽ nuốt lời. Yên tâm đi, hắn ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó nói tiếp với chúng nữ, mọi người tản ra đi, có thể ra bên ngoài mộ để chờ hoặc rời đi cũng được. Chúng nữ nhìn nhau, không ai thật sự có suy nghĩ rời đi. Tản ra đi, Triệu Vũ Cơ nói với mọi người chen chúc ở đây, ông xã sẽ không tiện phát huy. Lúc này, các nàng mới chậm rãi thối lui đến vùng ven cực tiên mộ, nhưng cũng không rời đi. Triệu Vũ Cơ cũng lui lại, nhưng bí mật ném một ánh mắt không dễ gì thấy được cho cung chủ Thiên Cung. Đã muốn đánh, vậy thì tùy các ngươi thôi. Ánh mắt cung chủ Thiên Cung cụp xuống, nhìn không ra vui buồn, nhanh chóng thối lui đến bên cạnh Huyền Tinh Thiên Quan. Vừa rồi, Võ La Thần Quân dùng cự kiếm che trời đã bị các nàng dẫn đến trước tiên quan, dường như đã bổ ra một khe hở. Cung chủ Thiên Cung dự định mượn thời cơ này thử mở tiên quan được không? Lúc này, dưới đài cao cực tiên mộ, Hạ Thiên và Võ La Thần Quân mượn cơ thể Thiêu Quân Tiện đứng đối mặt nhau. Linh khí phồng lên, áo bào tung bay. Đã muốn đánh, vậy thì đánh cho thống khoái. Hạ Thiên hưng phấn chỉ vào Võ La Thần Quân, ngươi có tuyệt chiêu gì, hoặc pháp thuật thần thông gì thì cứ trực tiếp dùng. Gương mặt Võ La Thần Quân hiện lên sự trào phúng, cơ thể nổi lên một tầng kim quang mỏng nhạt, sáng đến mức khiến cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là mấy thứ lòe loẹt, Hạ Thiên nhếch miệng, chỉ sợ trông thì ngon mà dùng thì không được. Khắp cả người Võ La Thần Quân chỉ toàn là kim quang, cả người như thần tiên giáng lâm, bây giờ ta sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Ánh sáng của ngươi có chút chói mắt quá. Hạ Thiên khó chịu nói. Thần La Cương Thủ, Vô Ngã Kiếm Phong. Võ La Thần Quân khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên, cả người giống như một thanh thần kiếm bay ra khỏi vỏ, mang theo kiếm mang lẫm liệt chém về phía Hạ Thiên. Người nhanh mà kiếm cũng nhanh. Nhanh đến mức không biết kiếm ở đâu, người ở chỗ nào. Nhanh đến mức gần như không thể tưởng tượng được. Cung chủ Thiên Cung và Triệu Vũ Cơ đều là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Nhưng nhất thời cũng không nắm bắt được thân ảnh của Võ La Thần Quân, không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng, lo lắng thay cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng đó, siết chặt nắm đấm, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm người đối diện. Gần như trong chốc lát, kiếm đến, người đến. Cùng lúc đó, nắm đấm của Hạ Thiên cũng đánh ra. Bành! Hai luồng sức mạnh chạm nhau giữa không trung. Kích thích cương phong khí kình hung mãnh cuốn đến toàn bộ bí cảnh Thiên Cung như lung lay sắp đổ. Triệu Vũ Cơ nhìn thấy tình huống này, nhịn không được chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chúng nữ đứng ở mép cực tiên mộ lại càng hãi hùng khiếp vía, lập tức tụ lại cùng một chỗ, dựng tạm một trận pháp để tránh khí kình xâm nhập. Bành bành bành! Không đợi các nàng dựng xong, giữa không trung lại vang lên vài tiếng vang rền. Hạ Thiên và Võ La Thần Quân bắt đầu đối cứng. Không né tránh, không nhượng bộ, không tính toán, càng không có mánh khóe. Hạ Thiên dùng chính là một đôi nhục quyền của mình, dựa vào băng hỏa linh khí trong cơ thể cùng với pháp môn nghịch thiên bát châm, cương mãnh trực tiếp, không hề có chút hoa lệ nào. Võ La Thần Quân dùng chính là trường phong, nhưng khí giống như trường hồng, như kiếm ra khỏi vỏ, phách trảm không biết mệt mỏi về phía Hạ Thiên, cũng không hề có chút dây dưa dài dòng. Hai người. Hạ Thiên ăn thiệt ở chỗ tu vi còn chưa khôi phục lại độ kiếp kỳ, cũng không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Tương tự, Võ La Thần Quân chỉ là một tia phân thần sống trong cơ thể Thiêu Quân Tiện, tu vi cũng bị hạn chế. Bởi vì có khuyết điểm, có cố kỵ, khiến cho bọn họ không coi ai ra gì, cứ đánh nhau thẳng tay. Chiến đấu như vậy, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, rất nhanh sẽ có kết quả. Tiểu tử, người đúng là rất ương ngạnh. Nhưng người thua là cái chắc. Trường phong của Võ La Thần Quân giống như mưa to đánh tới,
kín không kẽ hở. Nắm đấm Hạ Thiên có vẻ vụng về một chút, một quyền lại một quyền, cũng không có hậu chiêu, nhưng tốc độ rất nhanh, nhìn như liên miên bất tuyệt. Ngươi mới là chết chắc, Hạ Thiên thuận miệng nói. Võ La Thần Quân giống như bắt được kẽ hở, cười to, ngay lúc này, chết đi cho ta. Bỗng dưng, ngón trỏ và ngón giữa của hắn ta xuất ra một thức kiếm quyết thẳng đến trung môn Hạ Thiên. Lúc này, trùng hợp là lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa sinh, trung môn mở rộng. Hạ Thiên cũng chẳng học qua quyền pháp gì, đánh nhau với người ta toàn bằng bản năng, bởi vì tốc độ cực nhanh, thành ra trước giờ đối quyền hắn cũng chưa thua ai. Tuy nhiên, Võ La Thần Quân trước mắt cũng không phải phàm nhân, nhưng bất luận tu vi, kiến thức, võ công, đều thắng hắn một bậc, trong nháy mắt đã tóm lấy thời cơ. Kiếm khí không chút trở ngại xuyên qua nắm đấm Hạ Thiên, thẳng đến tim. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Ha ha, người thua rồi. Gương mặt Võ La Thần Quân hiện lên nụ cười ngạo nghễ, sau đó chuyển sang thành khinh thường, tiểu tử, người ngay cả phân thân của bổn quân cũng đánh không lại. Lại còn vọng tưởng, a. À. Hắn ta còn chưa nói hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã đập thẳng vào mặt hắn ta, đánh cho nửa câu còn lại không nói ra được. Phốc, răng môi Võ La Thần Quân lẫn lộn, cùng nhau phun ra. Ai nói với ngươi là ta thua? Lúc này, một tay Hạ Thiên nắm chặt lấy kiếm quyết của Võ La Thần Quân, một nắm đấm khác đấm thật mạnh vào mặt đối phương. Bành bành bành, nắm đấm Hạ Thiên mạnh hơn một chút. Đánh mặt Võ La Thần Quân nhão nhoẹt, người mới thua đấy. Võ La Thần Quân cũng không phải người ăn chay. Cho dù hai ngón tay bị Hạ Thiên nắm chặt, nhưng vẫn có thể chậm rãi đâm vào tim Hạ Thiên. Nhất thời, huyết phụ tràn ngập cực tiên mộ. Có máu của Hạ Thiên, cũng có máu của Võ La Thần Quân. Nhưng nhiều hơn là của Võ La Thần Quân. Ai bảo toàn bộ đầu của hắn ta đã bị Hạ Thiên đánh nổ. Linh dịch còn sót lại trong hồ nước bị máu của hắn ta nhuộm đỏ. Để ta cho ngươi học thêm một khóa. Võ La Thần Quân bỗng dưng nhe răng cười một tiếng, tay còn lại tùy ý vẫy, cơ thể tàn phế của Thiên Sát Ma Chủ và Long Hưng Vân lập tức bay đến. Tiếp theo, hắn ta nhẹ nhàng bóp một cái, hai thi thể lập tức biến thành huyết phụ, hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể của Võ La Thần Quân. Một giây sau, đầu Võ La Thần Quân khôi phục lại nguyên dạng. Giống như chưa bị đánh qua bao giờ. Ha ha, ngươi liều mạng như vậy có lợi ích gì đâu chứ. Võ La Thần Quân nhếch miệng đắc ý cười, gằn giọng nói với Hạ Thiên, tuy nói đây chỉ là một cơ thể phân thân của bổn quân, nhưng cũng không phải ngươi có khả năng làm nhục. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nói, ngươi đúng là không cần mặt mũi. Vừa nãy ngươi đã nói là chính diện đối quyết, bây giờ lại chơi trò vặt. Ha ha. Đây chính là diệu dụng của huyền cương chi thể của bổn quân, sao ngươi không biết xấu hổ mà nói ra như thế? Võ La Thần Quân cười nhạo, có chút khinh thường nói, băng hỏa linh thể của tên tiểu tử này không phải cũng giống như vậy sao, có thể tự do chuyển hóa linh khí. Ta còn chưa phê bình hắn đấy. Nói nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên nhếch miệng, đánh tiếp là được, xem ngươi có thể đỡ được mấy quyền. Vậy thì tới đi. Võ La Thần Quân cũng không nói thêm câu nào. Để ta xem quả đấm của ngươi đánh chết ta hay là kiếm quyết của ta đâm xuyên tim của ngươi trước. Nói xong, kiếm quyết của hắn ta bỗng nhiên sáng lên kim mang bỏng mắt. Kiếp hóa hóa cương, mặc dù cơ thể này chỉ có thể dùng được 3 phần 10 uy lực. Sắc mặt Võ La Thần Quân lạnh lại, sát khí bạo tràn, nhưng đủ giết ngươi là được. Kim khí ngưng kiếm, dần dần tụ thành cự kiếm che trời. Bổn quân không tin lần này ngươi còn không chết. Võ La Thần Quân chỉ ra ngón giữa và ngón trỏ về phía Hạ Thiên, thần la cương thủ, kim ô phá hiểu. Cự kiếm che trời màu vàng vừa mới ngưng tụ đột nhiên rơi xuống đầu Hạ Thiên. Một kiếm này, uy lực cực lớn, mỗi một tấc hạ xuống đều có cương phong bốn phía, chấn động đến cả tòa bí cảnh thiên cung ngã trái ngã phải, giống như khí cầu bị bơm căng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hạ Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực trì trệ, linh khí trong cơ thể trong nháy mắt bị đánh tan. Khóe miệng một lần nữa tràn ra máu tươi. Kim mang này có thể chế trụ băng hỏa linh thể của Hạ Thiên. Mặc dù không có tính chất nghiền ép, cũng không phải áp chế tuyệt đối, nhưng cao thủ so chiêu, áp chế một chút cũng có thể quyết định thắng bại, thậm chí sinh tử. Cung chủ Thiên Cung đương nhiên biết rất rõ điểm này, sắc mặt không khỏi tái xanh, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác không ổn.
Triệu Vũ Cơ cũng do dự không biết có nên âm thầm ra tay giúp Hạ Thiên hay không. Những nữ nhân khác cũng nghĩ đến chuyện giúp đỡ, nhưng thực lực của bọn họ không thể đến gần. Có người chỉ vừa động một chút đã bị luồng cương phong đánh bay ra ngoài. Xem ra, lần này Hạ Thiên đã thua rồi. Thật ra, không phải hắn thua ở cảnh giới mà là thua ở sự lý giải con đường tu tiên. Có phải ngươi cảm thấy khí lực không còn đúng không? Sắc mặt Võ La Thần Quân hiện lên sự trào phúng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi cảm thấy ngươi có nghịch thiên chân kinh, có băng hỏa linh thể thì có thể vô địch khắp thiên hạ. Hạ Thiên chỉ cắn chặt răng, không nói lời nào. Đúng là sai lầm nghiêm trọng, Võ La Thần Quân nhìn vẻ mặt thống khổ của Hạ Thiên, tâm trạng không khỏi cảm thấy vui vẻ, bổn quân xuất thân từ cửu giới liên minh tu tiên, thiên phú dị bẩm từ nhỏ, lại được danh sư dạy bảo, đã từng tiếp xúc qua pháp thuật thần thông. Các ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Mặt Hạ Thiên vẫn không biểu cảm, một chữ cũng không nói ra. Đấu với bổn quân, đám sâu kiến ở cái nơi rách nát này các ngươi mà cũng xứng. Lúc này, Võ La Thần Quân đã có chút thả lỏng, nhưng kiếm quyết lại càng bóp chặt hơn, cự kiếm màu vàng treo cách đỉnh đầu Hạ Thiên nửa tấc, tuy nhiên, bổn quân sẽ không dễ dàng giết ngươi. Nếu ngươi chủ động giao nghịch thiên chân kinh ra đây, ta thậm chí có thể thả cho ngươi một con đường sống. Lần này Hạ Thiên mới lên tiếng, tên ngu ngốc kia, người đã chết. Ha ha, gương mặt Võ La Thần Quân hiện lên sự thất vọng, hắn ta lắc đầu nói, người đúng là không biết thời thế, vậy ngươi cũng đừng trách bổn quân vô tình. Băng hỏa linh thể của ngươi, bổn quân muốn. Nghịch thiên chân kinh của ngươi, bổn quân cũng muốn. Thậm chí nữ nhân của ngươi, bổn quân cũng muốn luôn. Đối với ngươi, bổn quân có thể cho thần hồn của ngươi một cơ hội đầu thai chuyển thế. Nói xong, hắn ta nhếch miệng cười, trịnh trọng nói, thuận tiện nhắc luôn, ngươi hãy nhớ kỹ tên của bổn quân, nếu đời sau có tu luyện, có thể đến tìm bổn quân để báo thù. Hạ Thiên cười nói, con người của ta khá nhỏ mọn, không có ý định cho ngươi cơ hội phản kháng. Nếu ta đã muốn ngươi chết, cũng sẽ để ngươi chết một cách triệt để. Dõng dạc, Võ La Thần Quân hoàn toàn không có hứng thú, kiếm quyết hơi nhấc lên. Cự kiếm màu vàng treo trên đỉnh đầu Hạ Thiên đột nhiên rơi xuống, nếu ngươi muốn buông tay đánh cược một lần, vậy thì ngươi cứ tới đi, bổn quân sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Hạ Thiên gật đầu, buông tay đánh cược một lần, đáng tiếc ngươi không có tay. Rắc. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ vang lên, truyền vào tai mọi người. Cự kiếm che trời màu vàng không có chút dấu hiệu nào tiêu tán trống không. Cái gì? Võ La Thần Quân sững người, gương mặt chỉ toàn là biểu hiện nghi ngờ. Tay của ngươi bị chặt mất rồi, Hạ Thiên mỉm cười nhắc nhở. Võ La Thần Quân nghe xong, chậm rãi cúi đầu xuống. Quả nhiên, cái tay đang bóp kiếm quyết của hắn ta đã bị đoạn mất. Toàn bộ xương cốt bàn tay đều bị nát. Cái này, mắt Võ La Thần Quân trợn tròn, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó có thể tin nổi, trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hiển nhiên không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Hắn ta rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, kiếp cương chế trụ băng hỏa linh thể của Hạ Thiên, kim kiếm tùy thời có thể chém Hạ Thiên thành cặn bã. Thế nhưng, vì sao trong nháy mắt hắn ta lại thua như vậy? Hạ Thiên bóp nát cái tay còn lại của Võ La Thần Quân. Võ La Thần Quân vẫn đang trong trạng thái chấn kinh cực độ, thậm chí quên mất phản kháng. Pháp thuật của ngươi là gì? Thần thông này là gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thần la cương thủ phải dựa vào kiếm quyết khu động. Cho nên ta đã sớm để mắt đến đôi tay này của ngươi. Ta đâm thật nhiều châm vào người ngươi như thế chính là chờ giờ khắc này. Rắc! Hai tay Võ La Thần Quân đã bị Hạ Thiên tháo xuống. Không có tay, ngươi lấy gì để bóp kiếm quyết? Hạ Thiên lạnh lùng nói, có lẽ bản tôn ngươi không cần dùng kiếm quyết để khu động. Nhưng phân thân này của ngươi nhất định làm không được. Ngươi! Sự thật đúng là như vậy, Võ La Thần Quân không cách nào phản bác. Bản tôn của hắn ta chính là huyền cương chi thể chính tông, khu động thần la cương thủ không cần bóp kiếm quyết, có thể phát động bất cứ lúc nào. Nhưng cơ thể này vốn là của Tiêu Quân Tiện, mặc dù có phân thần khống chế nhưng cách một tầng trời, hắn ta không thể nào vận dụng một cách tự nhiên được. Ngươi thua rồi! Hạ Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ La Thần Quân, có chút khinh thường nói, không bởi vì cái gì khác, chỉ vì ta là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ, cũng là thiên trong vô địch thiên hạ.
ngươi mà cũng muốn thắng ta, ngươi cũng xứng. Hắn xem như hoàn trả những lời khoe khoang của Võ La Thần Quân vừa nãy cho hắn ta. Ngươi thắng thì thế nào? Võ La Thần Quân vừa tức giận vừa không cam lòng, bản tôn ta lập tức đến ngay. Đến lúc đó, chỉ cần vẫy tay nhẹ một cái là có thể chém toàn bộ các ngươi thành cho tàn, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được, a. À. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã phế xương sống lưng của Võ La Thần Quân. Ta sẽ giữ lại đầu của ngươi, mặc dù cơ thể là của Tiêu Quân Tiện, nhưng nhất định có trí nhớ của ngươi lưu lại. Hạ Thiên cười hì hì, lấy ra một cây ngân châm chậm rãi đâm vào mi tâm của Võ La Thần Quân, để ta biết một chút chuyện của ngươi chắc không có vấn đề gì đâu chứ. Ngươi cũng không phải người hẹp hòi. Ngươi dám, Võ La Thần Quân giận tím mặt, hét lên với Hạ Thiên, uy nghiêm của bổn thần quân sao có thể để cho loại phàm nhân như ngươi có khả năng làm bẩn. Các ngươi nhất định sẽ phải chết, không có chỗ trống để quay người. Không chỉ các ngươi, chờ bản tôn đến, ta sẽ thu luôn Phù Diêu tiên tử. Tất cả phàm nhân ở cái nơi rách nát này, bổn quân sẽ giết sạch. Ngay cả con chó, con kiến cũng không lưu lại. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên nhếch miệng, đám ngu ngốc các ngươi trước khi chết thích nói nhảm nhiều như vậy sao? Ngươi đại khái có thể thử một chút. Võ La Thần Quân lạnh giọng quát, đây chính là tôn nghiêm độ kiếp kỳ của bổn quân, là mặt mũi của liên minh tu tiên. Các ngươi thậm chí ngay cả tư cách làm bẩn nó cũng không có, a. À. Ngân châm Hạ Thiên đâm thẳng vào, tìm kiếm những ký ức có liên quan đến Võ La Thần Quân trong đầu Tiêu Quân Tiện. Lúc này, Võ La Thần Quân hơi sợ hãi, lập tức thu lại thần hồn của mình nhưng vẫn không nhịn được mà gầm lên, Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho bổn quân. Nửa giây qua đi, Võ La Thần Quân đột nhiên không còn khí tức, ánh mắt cũng không còn sinh cơ. Bành! Hạ Thiên thu hồi ngân châm, tiện tay ném thi thể sang một bên. Chồng, chàng không sao chứ? Triệu Vũ Cơ bay đến, lo lắng hỏi thăm. Những nữ nhân khác cũng nhào đến. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nói, chúng ta không còn thời gian nữa, lập tức tập trung tất cả lực lượng mở tiên quan ra. Bản tôn thần quân sắp đến rồi. Các nàng còn chưa kịp lên tiếng, một âm thanh đã vang lên, bổn quân đã đến. Đến nhanh thật. Cung chủ Thiên Cung sợ hãi cả kinh, ánh mắt nhìn bốn phía, muốn tìm nơi phát ra âm thanh. Triệu Vũ Cơ cũng giật mình kêu lên, quát lạnh, mọi người cẩn thận đề phòng. Nếu không địch lại, chúng ta có thể dùng lá bùa chạy trốn ra bên ngoài. Chúng nữ còn lại cũng không trả lời, nhưng ánh mắt đều hiện lên quyết tâm. Hạ Thiên đích thật đã bị thương, lúc này hắn đang nhắm mắt điều tức, không cần hoảng hốt, chỉ là thần thức còn sót lại của tên ngu ngốc đó phát ra thôi. Bản tôn không có đến nhanh như vậy đâu. Bây giờ ngươi sao rồi? Tổ Bối Bối lướt gấp đến, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hạ Thiên suy yếu như vậy. Trước kia, mặc kệ xảy ra chuyện gì, gặp phải người nào, hắn mãi mãi vẫn là dáng vẻ vô địch thiên hạ, không ai bì nổi. Những người khác cũng cùng nhau hỏi thăm thương thế của Hạ Thiên. Không sao đâu, ta còn có thể có chuyện gì chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói. Hạ Thiên không có nói sai. Đừng nhìn vừa rồi tình huống rất nguy hiểm, nhưng thật ra cũng không tạo thành tổn thương chí mạng đối với hắn, chỉ là máu chảy hơi nhiều, nhất định phải điều tức lại. Tuy nhiên, Võ La Thần Quân chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian. Hắn nên nghĩ cách ứng đối như thế nào tiếp theo. Cho nên, tình huống lúc này vẫn chưa thể lạc quan. Cung chủ Thiên Cung và Triệu Vũ Cơ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu Vũ Cơ nhìn cung chủ Thiên Cung. Ánh mắt cung chủ Thiên Cung ngưng lại, lập tức đưa ra quyết đoán, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục mở quan tài. Nếu không, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, còn có một cách, Triệu Vũ Cơ lạnh lùng nói, xem có thể liên thủ phục sát hắn ta hay không. Cung chủ Thiên Cung ngược lại không trực tiếp bác bỏ lời đề nghị này, chỉ hỏi ngược một câu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không biết, Triệu Vũ Cơ lắc đầu, nàng xác thực không có lực lượng gì, nhưng cũng không thể ngồi đây chờ chết được. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ đại yêu tinh, nàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu tên ngốc đó dám đến, ta có thể giết hắn ta một lần thì vẫn có thể giết hắn ta lần thứ hai. Được rồi, ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Cung chủ Thiên Cung trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nói,
võ la thần quân không phải A Miêu A Cẩu. Một phân thân cũng đã khiến người bị thương nặng như thế, nếu bản tôn của hắn ta đến, chỉ sợ chúng ta cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ. Triệu Vũ Cơ cũng có chút lo lắng, tuy nói phân thân của võ la thần quân đã được giải quyết, nhưng thực lực biểu hiện ra quả thật đã khiến nàng sợ hãi. Nhất là thần thông thần la cương thủ kia, mặc dù chỉ triển lộ có một góc, nhưng có thể dự đoán được uy lực chân thực của nó cao đến cỡ nào. Tu vi bản tôn là độ kiếp kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không thể khinh thường. Triệu Vũ Cơ sợ Hạ Thiên bởi vì đánh bại được một phân thân mà chủ quan khinh địch, nàng vội nhắc nhở, mặc dù chúng ta cũng là độ kiếp kỳ, nhưng dù sao căn cơ rất mỏng. Mặc kệ là trái đất hay là tiên vân đại lục, chúng ta cũng đều không có công pháp độ kiếp kỳ tương ứng. Huống chi kiếp lực cũng không có. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ một chút sơ sót sẽ vạn kiếp bất phục. Hạ Thiên không lo lắng cho mình nhưng trong số những nữ nhân của hắn, xác thực có không ít người có tu vi khá thấp, khá nguy hiểm. Mặc kệ người nào bị đả thương hay là chết, hắn đều không thể tiếp nhận. Lúc này, Tổ Bối Bối bỗng nhiên cắn nhẹ môi dưới, nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên, Hạ Thiên, song tu của ngươi còn có tác dụng hay không? Bối nha đầu, nàng muốn nói cái gì? Hạ Thiên hơi nghi hoặc nhìn Tổ Bối Bối, 12 năm trước, vì đối phó Vấn Thiên Quân, không phải ngươi và đám người chị họ, cái kia sao? Sau đó mới đột phá độ kiếp kỳ đấy. Mặt Tô Bối Bối đỏ lên, có mấy lời thực sự khó mà mở miệng nhưng nàng vẫn cố gắng khắc phục, nếu phương pháp đó còn có tác dụng, ta có thể. Triệu Vũ Cơ nghe xong, cũng nhớ đến chuyện này, không khỏi nhìn những nữ nhân khác. Tô Bối Bối không cần nói nhiều, nàng vẫn luôn là hoàng hoa đại khuê nữ, đừng nhìn lúc nào nàng cũng tranh cãi với Hạ Thiên, nhưng tâm của nàng đã sớm bị Hạ Thiên bắt đi. Dương San, Lam Y Nhân đã sớm là nữ nhân của Hạ Thiên. Tuy nhiên, bởi vì Hạ Thiên chỉ mới luyện đến đệ tứ châm, tu vi của các nàng cũng chỉ trên dưới kim đan kỳ mà thôi. Thạch Thuần, Bạch Tiêm Tiêm và Nhiếp Tiểu Lý cũng đều là hoàn bích chi thân, hơn nữa tư chất rất cao, tiềm lực vô hạn. Ngược lại Tô Vô Song có chút đặc biệt. Khi nàng còn ở Tiên Vân Đại Lục, tu vi của nàng cũng đã là kim đan kỳ, nhưng 12 năm trước, nàng đi theo nhóm người Cơ Thanh Ảnh đến trái đất. Gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cơ thể bị hủy, vì thế nàng mới đoạt xá An Tâm. Cơ thể hiện tại là của An Tâm, hơn nữa, tư chất của An Tâm lại cực kỳ bình thường. Tuy bây giờ Tô Vô Song đã khôi phục bản danh, đồng thời tăng tu vi đến tiêu chuẩn ban đầu nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ. Có thể thử một lần, trong đầu Triệu Vũ Cơ thoáng hiện lên lợi và hại của biện pháp này, cuối cùng đưa ra phán đoán, sau đó quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cười nói, vợ đại yên tinh, bối nha đầu, mọi người thèm cơ thể của ta thì cứ việc nói thẳng, không nhất thiết phải lấy cớ. Ta nói chuyện nghiêm chỉnh với chàng đấy, không phải nói đùa đâu. Triệu Vũ Cơ nghiêm túc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu muốn làm, vậy thì dứt khoát một chút. Cung chủ Thiên Cung đại khái cũng hiểu được bọn họ đang nói gì, nhưng với lập trường của nàng, nàng không tiện xen vào, đành phải giữ yên lặng. Máu nóng Tổ Bối Bối bốc lên. Nói với Hạ Thiên, người nói thẳng đi, có làm hay không? Làm, ta nhất định rất muốn làm, nhưng không phải bây giờ. Hạ Thiên cũng chẳng ngại, tiến lên ôm lấy eo Tô Bối Bối, cười nói, chỉ cần tăng lên nghịch thiên bát châm, tu vi và cảnh giới của chúng ta cũng tăng lên, nhưng... Tất cả mọi người đều ngưng thần nghe Hạ Thiên nói tiếp, bởi vì các nàng xác thực cũng rất tò mò đối với nguyên nhân này. Nghịch thiên bát châm có một khuyết điểm nho nhỏ. Hạ Thiên tùy ý nói, cũng không thể gọi là khuyết điểm, chỉ có thể nói là bắc. Tu tiên theo kiểu như vậy, con đường đã dùng qua một lần, lần sau dùng lại, hiệu quả sẽ yếu bớt, tiêu hao linh khí cũng sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Đây cũng là lý do vì sao trước đây ta không dùng phương pháp này để tu tiên, bởi vì nó hoàn toàn không cần thiết. Ngươi thật không lừa ta chứ? Tô Bối Bối cau mày. Hạ Thiên mỉm cười hỏi, thế nàng nói như thế nào? Bốp! Tô Bối Bối đỏ mặt, lập tức gạt tay Hạ Thiên ra, lui về sau mấy bước, mắng to, ngươi là đồ lưu manh. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, bối nha đầu, không phải vừa rồi nàng định hiến thân sao? Tại sao đảo mắt lại trở mặt đánh người? Ta không có, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Dũng khí mà Tô Bối Bối vất vả lắm mới có được đã tiêu tán không còn, thậm chí còn trốn sau lưng Lam Y Nhân, khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên.
Cung chủ thiên cung lên tiếng, phương pháp duy nhất là mở ra huyền tinh tiên quan. Cho dù không thể thức tỉnh phù diêu tiên tử, ít nhất cũng có thể dùng linh khí trong quan tài bổ sung cho Hạ Thiên. Cũng chỉ có thể như thế. Triệu Vũ Cơ gật đầu, tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên chậm trễ thời gian. Mọi người tiếp tục, thừa dịp Võ La Thần Quân còn chưa chạy đến, chúng ta phải nhanh chóng mở ra tiên quan. Tất cả mọi người đều không do dự, lập tức quay lại phương vị trận pháp đã được sắp xếp từ trước. Hạ Thiên và Cung Chủ Thiên Cung một lần nữa bước đến trước tiên quan. Vừa rồi, kiếm khí của Võ La Thần Quân đã chém ra một khe hở. Bây giờ ngươi vào hẳn không còn phiền phức như trước. Cung Chủ Thiên Cung chậm rãi nói, tuy nhiên, chúng ta không còn nhiều thời gian để thử. Nhiều nhất cũng chỉ 2-3 lần thôi. Võ La Thần Quân hẳn sẽ đến đây, ngươi nên tranh thủ cơ hội. Hạ Thiên nói, ta có đầu mối, trước đó ta đang chuẩn bị ra tay. Nếu không phải cái tên thần quân kia đến, nói không chừng ta đã thành công. Mấy lời nói nhảm thì không cần nói, người hãy tập trung tinh thần. Cung chủ thiên cung bỗng dưng bóp ấn quyết, một lần nữa nhấc tay điểm vào mi tâm Hạ Thiên. Tâm niệm Hạ Thiên vừa động, lập tức tiến vào thế giới bên trong tiên quan. Ngươi lại đến, cần chi phải vậy chứ? Sợi tàn niệm kia một lần nữa thở dài, có chút tức giận nói. Nguy hiểm của ngươi còn chưa được giải trừ, nơi này lại không có cơ quan, nhưng chỉ cần ta vẫn còn, ngươi sẽ không cách nào nhìn thấy chân thân của nàng. Hạ Thiên không rảnh nói nhảm với tàn hồn, ngân châm bắn tới. Vô dụng thôi. Sợi tàn niệm kia nói, ta chẳng qua chỉ là một sợi tàn niệm, không phải người cũng không phải vật, không phải quỷ cũng không phải quái. Nếu đã không có thực thể, cũng không có linh khu, ngân châm của ngươi vô hiệu đối với ta. Hạ Thiên không tin, lấy ra định hải thần châm đâm một chiêu châm ngoại châm vào tàn hồn. Kết quả rõ ràng, hoàn toàn vô hiệu. Rốt cuộc ngươi là cái thứ đồ chơi gì thế? Hạ Thiên hỏi. Ta đã nói rồi, một sợi tàn niệm mà thôi. Ngươi không làm gì được ta, tương tự ta cũng không làm gì được ngươi. Sợi tàn niệm kia trả lời, ta chỉ căn cứ vào ý chí trước khi phù diêu tiên tử bế quan, diễn tả ý nghĩa không muốn bị quấy rầy của nàng. Chỉ cần nàng vẫn không muốn bị quấy rầy, ta sẽ vẫn còn tồn tại, hơn nữa ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy chân thân của nàng. Ta nói đã đủ rõ chưa? Vậy thì ngươi không cần thiết phải tồn tại. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta nhất định phải đánh thức nàng dậy. Người đẹp như thế, rõ ràng nên có cuộc sống tốt, cần chi phải bế sinh tử quan, hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Đại đạo mênh mông, nàng ấy đã sớm mò được cực hạn của bản thân. Đời này kiếp này đoán chừng không thể đột phá. Sợi tàn niệm kia cười nhẹ, so với dung nhan khô già, hình thần đều suy, chi bằng nằm trong quan tài, có thể vạn năm trường tồn, yên lặng chờ thời cơ đột phá. Hạ Thiên thật sự không hiểu, thậm chí có chút xem thường cách làm này, chẳng lẽ cứ sống như người thực vật, chuyện gì cũng không làm là có thể đột phá. Nơi này không có tiên khí, linh khí mỏng manh, đừng nói phù diêu đột phá. Ngay cả trèo chống tu vi ngày thường của nàng cũng khó mà làm được. Sợi tàn niệm kia thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nàng cũng không muốn tốn thời gian quý báu của mình trong quan tài nhưng còn có cách nào nữa đâu chứ. Đương nhiên là có cách rồi. Hạ Thiên tự tin lên tiếng, ta có cách giúp nàng đột phá bình cảnh. Cho dù về sau nàng ấy muốn đột phá chân tiên cũng không phải là không có khả năng. Đúng là hậu sinh khả úy. Mấy lời khoác lác này ngươi cũng nói ra được. Sợi tàn niệm kia thiếu chút nữa bị Hạ Thiên làm cho tức cười, tu vi của ngươi không thấp, hẳn cũng biết gian nan của đại đạo, vì sao ngươi lại tùy tiện nói ra những lời đó chứ? Đích thật là không khó khăn. Hạ Thiên lắc đầu, tự tin nói, đừng nhìn bây giờ ta chỉ có kim đan kỳ, nhưng trước đó ta đã là độ kiếp kỳ. Hơn nữa ta còn tăng tu vi của các bà vợ của ta lên độ kiếp kỳ, cũng không có gì khó khăn. Ngươi đúng là rõng rạc, ngươi tưởng độ kiếp kỳ là gì, là rau cải trắng mọc khắp nơi sao? Tàn niệm kia không khỏi cười nhạo, nhất là ở cái nơi bỏ đi này, đừng nói là độ kiếp kỳ, chỉ hợp thể kỳ cũng khó như lên trời. Với ta mà nói, mặc dù độ kiếp kỳ không phải rau cải trắng, nhưng cũng không có gì khó khăn. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi đã bao lâu rồi không có nhận tin tức ở bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi không biết ta có nghịch thiên bát châm hay sao? Nghịch thiên bát châm, tàn niệm kia sửng sốt,
vội nói với Hạ Thiên, là nghịch thiên thần châm trong nghịch thiên chân kinh sao? Cái gì là nghịch thiên chân kinh, ta không biết. Hạ Thiên nghiêm túc nói, nhưng ta đích thật biết nghịch thiên bát châm. Nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm nhục bạch cốt, tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, lục châm thần, thất châm tiên, bát châm khả nghịch thiên. Tàn niệm kia im lặng mấy giây, sau đó lên tiếng, châm quyết nhất định đã được người ta sửa đổi, quá thô lậu ngắn gọn, thật sự không giống khẩu quyết châm pháp, nhưng dường như là khẩu hiệu tuyên truyền của nó. Êm tai lại dễ nhớ là được rồi. Hạ Thiên cũng chẳng quan trọng chuyện này, muốn tao nhã thì cần chi phải phức tạp. Sợi tàn niệm kia ngược lại tán đồng quan niệm của Hạ Thiên, điều này cũng đúng. Nghịch thiên thần châm thật ra rất phức tạp, mặc dù không biết truyền thừa từ khi nào, nhưng đến nay người có thể dung hội quán thông, thậm chí học được một môn trong đó cũng le que chẳng có mấy ai. Hạ Thiên hời hợt nói, ta chẳng quan tâm có mấy ai. Dù sao ta cũng có cách giúp nàng ấy đột phá bình cảnh. Cho nên, người cũng đừng nhiều lời nữa, mau đánh thức nàng ấy dậy đi. Sợi tàn niệm kia im lặng cả nửa ngày, một hồi lâu mới nói, xin lỗi, cho dù người thật sự thân phụ nghịch thiên bát châm, ta cũng không thể làm như thế. Ta chẳng qua chỉ là một sợi tàn niệm, đảm đương không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Nếu chẳng may đánh thức Phù Diêu tiên tử, nhưng nghịch thiên thần châm của ngươi lại không giúp được nàng, vạn năm sinh tử quan của nàng chẳng phải thất bại trong gang tấc sao? Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên có chút khó chịu, ngươi không muốn làm, hoặc làm không được, vậy thì ngươi đừng lãng phí thời gian của ta, để ta nói thẳng cho nàng ấy biết. Sợi tàn niệm không dám từ chối Hạ Thiên. Nếu chẳng may chuyện mà tiểu tử này nói có mấy phần khả thi, chẳng lẽ nàng sẽ hủy mất thời cơ tốt đẹp của Phù Diêu tiên tử sao? Ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi đối thoại trực tiếp với nàng. Tàn niệm do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng có thể thức tỉnh nàng hay không, vậy thì phải xem chính ngươi rồi. Hạ Thiên gật đầu nói, vậy thì nhanh lên đi, đừng lề mề nữa. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thuyết phục, không được vọng động dù chỉ một chút. Sợi tàn niệm dường như không yên lòng với Hạ Thiên, trịnh trọng cảnh cáo tuyệt đối không được có bất kỳ ý đồ gì với Phù Diêu tiên tử. Được rồi, biết rồi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ngươi cho rằng ta là ai? Sắc lang sao? Sợi tàn niệm kia không nói gì nữa. Lúc này, một màn sương sáng chợt lóe lên, giống như một lớp cát mỏng được phủ lên. Tiếp theo, một chiếc giường ngọc hiện ra trước mắt Hạ Thiên. Người nằm trên giường chính là Phù Diêu tiên tử đẹp đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Hạ Thiên đang định đến gần, một giây sau liền cảm thấy có cái gì đó là lạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm nhận được một cảm giác choáng váng không cách nào ức chế được, thân hình của hắn đột nhiên tan rã, rất nhanh biến mất không thấy. Cực tiên mộ, bên ngoài tiên quan. Trán cung chủ thiên cung đổ đầy mồ hôi, mơ hồ có chút không kiên trì nổi. Tình huống của ngươi không ổn, Triệu Vũ Cơ nhìn thấy, không khỏi tiến lên hỏi, nếu không thì để ta. Cung chủ thiên cung nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, không nói gì. Không biết tình huống bên ngoài như thế nào, trong lòng Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng, dựa theo kế hoạch ban đầu, cho dù Ngọc Mị tỷ không đến, nàng ấy cũng nên gửi tin tức cho chúng ta mới đúng chứ. Lúc này, nàng không khỏi nghĩ đến lời Võ La Thần Quân nói vừa nãy. Chẳng lẽ Dạ Ngọc Mị thật sự đã xảy ra chuyện? Theo lý hẳn không phải chứ. Dạ Ngọc Mị khống chế thiên ngoại thiên tiểu tiên giới, cho dù bản tôn Võ La Thần Quân tìm được nàng, với thực lực của nàng, còn có trận pháp bên trong thiên ngoại thiên, mặc dù chưa chắc có thể phản sát, nhưng tự vệ nhất định không có vấn đề. Đến bây giờ vẫn chưa thấy nàng gửi tin tức lại, nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng muốn ra ngoài kiểm tra một chút nhưng chuyện bên này cũng rất quan trọng. Không thể rời đi ngay bây giờ. Huống chi, Võ La Thần Quân lúc nào cũng có thể đến, nàng cũng không thể tự tiện rời đi được. Tu vi Ngọc Mị tỷ cao thâm, sẽ không có việc gì đâu. Triệu Vũ Cơ vẫn cố nén sự bối rối trong lòng, không thể tinh thần rối loạn. Không cần lo lắng. Cung chủ thiên cung lên tiếng trấn an, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể loạn, càng không thể hoảng. Dạ Ngọc Mị không thể dễ dàng chết như vậy đâu. Sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ liên lạc với chúng ta. Hạ Thiên muốn thức tỉnh Phù Diêu tiên tử, không thể một sớm một chiều là làm được.
Sự lo lắng trong lòng Triệu Vũ Cơ nhất thời khó mà tiêu tán, nếu Võ La Thần Quân đuổi tới, chỉ sợ chúng ta khó mà ngăn cản. Nếu quả thật như thế, ta cũng có cách. Cung chủ Thiên Cung mở mắt, ánh mắt tràn ngập sự kiên nghị, không giết được hắn ta, đồng quy vu tận với hắn ta vẫn có thể làm được. Mặc dù Triệu Vũ Cơ không biết Cung chủ Thiên Cung muốn làm gì, nhưng nàng vẫn bác bỏ suy nghĩ này, không được, biện pháp này của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, hy sinh một mình ta để tất cả những người trên trái đất bình an, đáng mà. Đây không phải vấn đề đáng giá hay không? Triệu Vũ Cơ quả quyết nói, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt mà không phải hy sinh một ai để đổi lấy bình an nhất thời. Chẳng lẽ liên minh tu tiên phái một người, chúng ta lại hy sinh một người sao? Cung chủ Thiên Cung hỏi ngược lại, vậy ngươi có cách gì tốt không? Không, Triệu Vũ Cơ dứt khoát lắc đầu, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nói đến đây, Triệu Vũ Cơ cũng bị khơi dậy hỏa khí, cắn răng nói, cho dù Võ La Thần Quân lợi hại, chúng ta cũng chưa chắc đã thua. Không sai, các ngươi chưa chắc đã thua, nhưng các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đúng vào lúc này, giữa không trung lại vang lên một âm thanh cực kỳ xa lạ. Không chỉ Cung chủ Thiên Cung và Triệu Vũ Cơ, ngay cả những người khác cũng sợ hãi cả kinh, cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang đến gần. Đừng hốt hoảng, ngưng thần đề phòng. Triệu Vũ Cơ khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người tập trung lại. Chúng nữ cũng không dám có chút do dự, tất cả từ trên mặt đất bay lên đài cao, tự động dựng lên một vòng phòng ngự cảnh giác nhìn xung quanh. Các ngươi không cần vùng vẫy, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm thanh kia nói tiếp, gom cùng một chỗ cũng tốt, bổn quân có thể tiết kiệm thời gian, một kích đưa các ngươi về thế giới cực lạc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa không trung vỡ ra một khe hở, tiếp theo một bóng người mặc áo trắng từ bên trong chậm rãi bước ra. Bổn quân đã đến, các ngươi còn không quỳ đón. Thân hình nam nhân áo trắng thẳng tắp như cây, diện mạo cũng tính là tuấn lãng, chỉ là gương mặt tràn ngập lãnh khốc, mang theo ngạo khí không ai bì nổi, nếu thái độ các ngươi thành kính một chút, bổn quân sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngươi chính là bản tôn của Võ La Thần Quân. Tổ bối bối lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân áo trắng, nhìn cũng không có gì lớn, hả? Im ngay. Nam nhân áo trắng nhẹ nhàng khoát tay, cách không bắt được Tô Bối Bối, bổn quân cho phép ngươi nói chuyện sao? Bối Bối, Bối Bối tỷ, Tô tiểu thư. Chúng nữ giật mình, không khỏi kinh hô, lập tức xông qua giải cứu Tô Bối Bối. Tất cả các ngươi không được động đậy. Triệu Vũ Cơ lập tức quát lớn, bản thân rút kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng mỉm cười một cái. Nam nhân áo trắng hừ nhẹ một tiếng, tùy ý gảy ngón tay, hóa giải kiếm khí Triệu Vũ Cơ chém ra. Bành! Mặc dù cổ họng Tô Bối Bối bị bóp chặt nhưng nàng cũng không khuất phục, nhấc chân đạp trúng cổ nam nhân áo trắng. Đáng tiếc cũng không mang đến tác dụng gì. Ngược lại chân của nàng có chút đau nhức. Buông nàng ra, Triệu Vũ Cơ lách mình đến, một kiếm đâm thẳng tim nam nhân áo trắng. Nam nhân áo trắng tiện tay ném Tô Bối Bối sang một bên. Nhấc trưởng chụp về phía Triệu Vũ Cơ, để ta cho ngươi nếm thử thần la cương thủ chân chính. Hắn ta lật tay làm trưởng, che khuất bầu trời, phủ kín Triệu Vũ Cơ khiến cho nàng không có chỗ trốn. Lui, lui, lui. Cung chủ Thiên Cung hô to với Triệu Vũ Cơ, đừng liều mạng với hắn ta. Nhật Nguyệt kiếm pháp, nhất diệp trướng thiên. Triệu Vũ Cơ cũng không lập tức tránh đi, đánh ra một thức kiếm pháp. Kiếm pháp này là kiếm pháp nàng học được từ Dạ Ngọc Mị, cũng là kiếm pháp có truyền thừa lâu nhất của Nhật Nguyệt Tiên Môn, ngắn gọn thanh thoát, không sắc bén nhưng kiếm ý lẫm liệt, khí thế đoạt người. Kiếm khí cuồn cuộn, thẳng đến trưởng lực che trời. Mặc dù nhìn giống không thể trèo chống được bao lâu nhưng cũng được xem là khó có được. Thần la cương thủ, vạn tượng trục không. Nam nhân áo trắng hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đánh ra một trưởng. Lần này hắn ta dùng kiếp lực, uy năng không gì sánh kịp. Chưa đến nửa giây ngắn ngủi, toàn bộ bí cảnh thiên cung đã ầm ầm sụp đổ, cực tiên mộ cũng bị luồng sức mạnh này áp bách, giống như có thể băng diệt bất cứ lúc nào. Chúng ta cùng nhau tiến lên, giết hắn. Ninh Nhụy Nhụy có chút không nhịn được, Lưu Vân Thiết Nhận trong tay bắn ra ngoài, người cũng hóa thành tàn ảnh, cướp đến bên cạnh nam nhân mặc áo trắng, một cước đạp đến. Những người khác cũng hưởng ứng theo.
từ những góc độ khác nhau đồng thời công kích nam nhân áo trắng. Thần La Cương Thủ, Vô Ngã Thiên Xích. Nam nhân áo trắng nhàn nhã giống như đi bộ, chậm rãi bước lên đài cao. Mỗi một bước đều có một lực đạo cực kỳ hung mãnh đánh bay người tấn công hắn ta ra ngoài. Đừng để hắn ta lên đó. Triệu Vũ Cơ nhìn thấy, lập tức đoán được Võ La Thần Quân muốn làm gì, đoản kiếm trong tay một lần nữa chém tới. Tô Bối Bối kêu lên, dùng lá bùa truyền tống hắn ta đi. Những người khác nghe xong, ngầm hiểu, những người vẫn còn truyền tống phù trong tay lập tức lấy lá bùa ra, niệm quyết, sau đó dùng linh khí ném lá bùa về phía nam nhân mặc áo trắng. Mấy đạo không gian truyền tống xuất hiện chung quanh nam nhân mặc áo trắng, gần như phong kín đường đi của hắn ta. Hừ, đúng là thủ đoạn của mấy đứa trẻ con. Ánh mắt nam nhân áo trắng lộ ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng khoát tay đánh nát mấy đạo truyền tống, lại bắn ra kim quang định trụ chúng nữ ngay tại chỗ. Thần La Cương Thủ của ta chính là thần thông dùng để chế tạo kẽ nứt không gian, các ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi. Nhật Nguyệt Kiếm Pháp, Nhất Chi Độc Tú. Triệu Vũ Cơ cũng không cam lòng, một lần nữa nhấc lên 12 phần linh khí, đánh ra một thức mạnh nhất trong bộ kiếm pháp. Thân hình động chỗ nào, bạch khí ngưng kết chỗ đó, như sương hoa khắp nơi. Lại có vô số kiếm mang vô cùng nhỏ bé tràn ra, nhưng đóa hoa nhất diễm nhất tú kia đã theo mũi kiếm của Triệu Vũ Cơ dính vào trước ngực nam nhân áo trắng. Nam nhân áo trắng tất nhiên bình yên vô sự, có chút khinh thường nói, cho dù ngươi hoa nở như xuân, kiếm khí như nước thủy triều, nhưng chẳng qua cũng chỉ là gạch từ trong lò nung ra, rất dễ dàng sụp đổ. Bốp! Chỉ một trường hời hợt nhưng đã đập tan kiếm hoa của Triệu Vũ Cơ. Không đợi Triệu Vũ Cơ kịp phản ứng, hắn ta hư không đánh ra một trường, đánh bay nàng ra ngoài. Bổn quân không rảnh chơi đùa với các ngươi, trước xử lý Phù Diêu tiên tử, còn có tiểu tử Hạ Thiên sạch sẽ rồi mới để ý đến các ngươi được. Thực lực nam nhân trước mắt rõ ràng còn cao hơn phân thân gấp mấy lần, nhưng lệ khí không quá dày đặc, đương nhiên cũng có thể là do sự kiêu ngạo của một tu tiên giả độ kiếp kỳ đỉnh phong. Lười hạ sát thủ người mình chướng mắt. Đang khi nói chuyện, người của hắn ta đã đến đài cao, đứng trước mặt cung chủ thiên cung. Cung chủ thiên cung lo nghĩ không thôi. Bây giờ nàng không thể phân tâm, bởi vì thần thức của Hạ Thiên đã được nàng đưa vào trong mộ. Nếu thi pháp của nàng bị quấy rầy, thần thức của Hạ Thiên có thể bị vây khốn trong mộ. Đến lúc đó, chỉ có Hạ Thiên thức tỉnh Phù Diêu tiên tử, hắn mới có thể ra ngoài được. Cấu tạo của huyền tinh thiên quan chính là như vậy, hoàn toàn không cách nào mở được từ bên ngoài, hơn nữa cũng chỉ có Phù Diêu tiên tử bên trong mới có thể mở ra. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng lại đưa thần thức của Hạ Thiên vào trong quan tài. Người tốt nhất đừng nên làm loạn, trong lòng cung chủ thiên cung lo lắng Võ La thần quân sẽ làm loạn, nhưng gương mặt lại không hề có biểu cảm gì. Nàng lạnh giọng cảnh cáo, ta cũng là độ kiếp kỳ. Hơn nữa còn hưởng một phần ký ức của Phù Diêu tiên tử. Ta cũng có kiếp lực, có thể ta không thắng được ngươi, nhưng đồng quy vô tận với ngươi lại không thành vấn đề. Đồng quy vô tận, con ngươi nam nhân áo trắng tràn ngập sự âm lãnh, dựa vào ngươi mà cũng xứng. Ngươi cứ thử đi, xem bổn quân có việc gì hay không. Cung chủ thiên cung cắn răng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. Nam nhân áo trắng chậm rãi nói, bổn quân phụng mệnh đến đây tuần tra, một là tìm kiếm khí tức dị dạng nơi này, hai là giải quyết phiền toái Phù Diêu tiên tử. Nếu các ngươi không trêu chọc bổn quân cũng khinh thường giết các ngươi. Cung chủ thiên cung lạnh lùng nói, ngươi nhất định đang tự tác chủ trương. Liên minh tu tiên tuyệt không hạ xuống mệnh lệnh này. Phù Diêu tiên tử chết, bọn họ nhất định cũng bị phản phệ. Năm đó... Phù Diêu tiên tử sở dĩ đồng ý đến cái nơi rách nát này cũng là vì bọn họ đồng ý. Im ngay. Sắc mặt nam nhân áo trắng thay đổi, quát lớn đến mức khí huyết cung chủ thiên cung cuồn cuộn, rốt cuộc không nói được nữa. Hắn ta quát xong, đột nhiên vỗ một chưởng xuống đầu cung chủ thiên cung, cút sang một bên. Phốc. Cung chủ thiên cung trúng một chưởng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới gân cốt, khí huyết muốn bị phá nát, không khỏi há miệng phun ra một ngụm máu. Cả người rớt xuống đài cao. Nàng thả lỏng tay, lông mày Hạ Thiên lập tức cau chặt, sắc mặt như cho tàn. Hừ, loại phế vật như ngươi cũng dám ngấp nghé Phù Diêu tiên tử, quả thật không biết mùi vị. Nam nhân áo trắng chán ghét nhìn Hạ Thiên, lập tức vận trưởng lực, thậm chí hóa kiếp lực thành kiếp cương, băng hỏa linh thể của ngươi cũng có một chút tác dụng đối với bổn quân.
nghịch thiên chân kinh cũng có thể tìm được từ trong thức hải của ngươi. Hạ Thiên vẫn cau chặt mày, gương mặt lộ ra sự mê hoặc. Không có cung chủ Thiên Cung dẫn dắt, thần trí của hắn đã bị vây trong cực tiên mộ. Đây chính là giá trị sau cùng của ngươi. Nam nhân áo trắng chậm rãi đặt tay lên thiên linh cái của Hạ Thiên, chờ bổn quân rút ra được thứ mà mình muốn, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Diêm Vương. Ngươi yên tâm đi, bổn quân không phải người tàn nhẫn hiếu sát, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thống khổ. Còn đám nữ nhân của ngươi, ta cũng sẽ đưa bọn họ xuống dưới cùng với ngươi. Cái này, ngươi không cần cảm ơn ta. Chúng nữ mở to mắt, trừng mắt tức giận nhìn nam nhân áo trắng, hận không thể lập tức tiến lên tháo hắn ta thành tám khối. Đáng tiếc, các nàng đang bị một vòng sáng màu vàng cố định tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy được. Triệu Vũ Cơ và cung chủ Thiên Cung đều chịu một chưởng, vẫn còn chưa tỉnh táo, cũng không cách nào ngăn cản. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người mà cũng được xem là thần quân. Triệu Vũ Cơ cố nén cơn đau, cắn răng mắng, có gan thì ngươi để Hạ Thiên khôi phục thần thức, sau đó các ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Cung chủ Thiên Cung cũng lạnh lùng nói, cái gì thần quân, chẳng qua cũng chỉ là hạng người ngoài mạnh trong yếu. Lúc trước hắn ta bại bởi Hạ Thiên, bây giờ không dám trực tiếp đối mặt. Đúng là ngây thơ, phép khích tướng kém như vậy, các ngươi cảm thấy bổn quân sẽ mắc lừa sao? Thái độ của nam nhân áo trắng rất nhẹ nhàng, nghiễm nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Bây giờ chẳng qua chỉ là mèo hí chuột mà thôi, tới đi, để ta xem băng hỏa linh thể của ngươi, còn có nghịch thiên thần châm có tác dụng bao lớn đối với bổn quân. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Nói xong, một luồng trưởng lực như thiên lôi đánh xuống, không chút trở ngại đánh vào đầu Hạ Thiên. Đúng vào lúc này, cơ thể Hạ Thiên bỗng nhiên hóa thành một luồng khí, bay vào lỗ thoát khí trên quan tài. Sao? Nam nhân áo trắng hoàn toàn không ngờ đến chuyện này sẽ phát sinh, gương mặt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Ha ha ha! Cung chủ Thiên Cung sửng sốt một chút, sau đó bật cười, tốt rồi, Phù Diêu tiên tử sắp tỉnh rồi. Nàng ấy sắp tỉnh lại rồi. Ngươi nói cái gì? Nam nhân áo trắng chộp tay vào hư không, nhấc cung chủ Thiên Cung lên, chuyện vừa rồi là như thế nào? Nếu ngươi còn không nói rõ ràng, bây giờ bổn quân một chưởng đập chết ngươi. Hạ Thiên được người trong quan tài mời vào, cung chủ Thiên Cung cũng không có gì e ngại, còn cười lớn hơn, có thể làm được điều này, đương nhiên chỉ có Phù Diêu tiên tử đang bế quan trong quan tài. Nếu nàng ấy tỉnh, ngươi xem như gặp xui rồi, nàng ấy cũng không phải là người tốt tính, bây giờ ngươi trốn về liên minh tu tiên còn kịp. Nàng ấy tỉnh rồi. Nam nhân áo trắng vẫn không tin, vạn năm sinh tử quan, làm sao có thể dễ dàng bị thức tỉnh như thế. Dù sao cũng đã một vạn năm trôi qua. Cung chủ Thiên Cung cười nói, cộng thêm Hạ Thiên có nghịch thiên bát châm, có thể thức tỉnh nàng ấy cũng không có gì lạ. Nói xong, nàng không nhịn được lại bổ sung một câu, tại sao ngươi còn chưa trốn? Nên biết, năm đó ở liên minh tu tiên, đám lão gia hỏa đó vì không đánh lại Phù Diêu tiên tử, cho nên mới hợp lại tạo áp lực, bức nàng đến cái nơi bỏ đi này. Làm sao có chuyện ngươi là đối thủ của nàng ấy được? Vạn năm trước, Phù Diêu tiên tử đúng là cao thủ số 1 số 2 của liên minh tu tiên. Nam nhân áo trắng rất nhanh chấn định, cười nhạo nói, nhưng thời gian trôi qua, Thương Hải tang điền, bây giờ bổn quân mới là cao thủ trong liên minh tu tiên. Nàng ấy ở cái nơi rách nát này, linh khí tràn ra ngoài gần vạn năm, thực lực còn lại mấy thành chứ? Võ La thần quân nói cũng không phải là không có lý. Mặc kệ năm đó thực lực của Phù Diêu tiên tử như thế nào, sau khi nàng đến trái đất, chẳng những không có linh khí sung túc giúp nàng thổ nạp điều tức, ngược lại trái đất còn hấp thu linh khí trên người nàng. Cho dù nàng không muốn cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì nàng muốn sinh tồn ở nơi này, nhất định phải phục tùng quy tắc ở đây. Cũng chính vì không thể nào ngăn cản pháp lực, linh khí sói mòn, Phù Diêu tiên tử mới lựa chọn bế vạn năm sinh tử quan. Phù Diêu tiên tử, ngươi đã tỉnh, vậy ngươi hãy bước ra khỏi quan tài, chiến một trận với bổn quân. Nam nhân áo trắng ném cung chủ Thiên Cung sang một bên, đứng trước Huyền Tinh tiên quan, lạnh lùng nói, vạn năm trôi qua, ngươi đã biến thành một con chuột nhát, hoặc con rùa đen rụt đầu không dám ứng chiến. Huyền Tinh tiên quan vẫn không chút phản ứng, hừ, quả nhiên chỉ là phô trương thanh thế. Nam nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng,
đưa tay vận kiếp cương chi lực, đợi bổn quân phá xác rùa đen này của ngươi trước, sau đó giết ngươi, còn có Hạ Thiên cùng một lúc. Đương nhiên, linh khí, thể chất, còn có thần thức trên người các ngươi, bổn quân sẽ luyện hóa. Bành! Một chưởng đánh xuống. Kiếp cương hừng hực bị vô số lỗ hổng phân hóa. Tiên quan vẫn bình yên vô sự. Ha ha, đừng uổng phí sức lực nữa. Cung chủ Thiên Cung nhìn không được giễu cợt, huyền tinh tiên quan là do tinh thạch tinh hạch chế tạo ra. Dựa vào ngươi không thể nào mở được đâu. Mở. Nam nhân áo chắn khinh thường nói, bổn quân sẽ đánh nát nó. Oanh, oanh, oanh. Nói xong, lại ba chưởng đánh xuống. Tiên quan vẫn lông tóc không thương. Bổn quân không tin. Hung tính của nam nhân áo trắng bị kích thích, kiếp cương chi lực nhanh chóng vận chuyển, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng dài mấy trăm trượng. Cung chủ Thiên Cung biến sắc, khe nứt trên tiên quan là do phân thân Võ La Thần Quân dùng phương pháp này đánh ra. Bây giờ bản tôn hắn ta đến, uy lực cự kiếm nhất định mạnh gấp bội. Nếu nó thật sự chém xuống, thật có khả năng chảm phá tiên quan. Lúc này, nàng không biết Phù Diêu tiên tử có thật sự tỉnh lại hay chưa. Cho dù nàng tỉnh, bế quan trên vạn năm, muốn hoàn toàn khôi phục tu vi cũng phải cần một khoảng thời gian, bây giờ chính là lúc nàng vẫn còn suy yếu. Nếu Phù Diêu tiên tử tự mình mở ra, nói rõ nàng đã khôi phục. Nhưng bây giờ thì khác, cưỡng ép phá quan tài, trên cơ bản người trong quan tài khó mà bình yên vô sự. Tuyệt đối không thể để hắn ta mở tiên quan. Cung chủ Thiên Cung cắn răng, đột nhiên đưa ra một quyết định, nhẹ nhàng bước đến gần nam nhân áo trắng đang chuẩn bị chém xuống tiên quan. Nàng ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ? Triệu Vũ Cơ nhìn thấy, không biết cung chủ Thiên Cung muốn làm gì, nhưng trong lòng nàng lại có dự cảm bất thường. Cung chủ Thiên Cung vừa tiến lên vừa đốt cháy đan điền khí hải. Cũng không phải thiêu đốt linh khí mà là đốt bản thân đan điền khí hải. Bất luận kim đan, nguyên anh hay là phân thần, tất cả vật do đại đạo kết thành đều đốt hết. Tình hình này, mặc dù Triệu Vũ Cơ chưa từng nhìn thấy qua, nhưng đã cảm nhận được. Lúc này, trong lòng nàng xuất hiện bốn chữ, đồng quy vô tận. Cái này, chính là sát chiêu sau cùng của tu tiên giả, tự bạo. Dừng lại. Khi cung chủ Thiên Cung còn cách Võ La Thần Quân 7 bước, hắn bỗng nhiên quay người, điểm ra một luồng kiếp cương, biến thành một vòng sáng màu vàng cố định nàng ngay tại chỗ. Ngươi! Cung chủ Thiên Cung không nghĩ đến còn chưa bắt đầu, nàng đã bị đối phương phát hiện, không khỏi có chút kinh ngạc. Muốn đồng quy vô tận với ta? Võ La Thần Quân hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng bổn quân là ai, sẽ không đề phòng để các ngươi chó cùng rứt dậu. Cung chủ Thiên Cung thấy mưu kế của mình bị nhìn thấu, tất biết mình không còn thủ đoạn phản chế, nhưng vẫn mắng như cũ, ngươi mới là chó. Đúng là ngây thơ, đường đường là tu tiên giả độ kiếp kỳ lại đi đấu võ miệng. Còn ngươi Võ La Thần Quân sáng lên sự khinh bỉ không hề che giấu, nói thế nào ngươi cũng có mấy phần thần vận của Phù Diêu tiên tử. Gần vạn năm qua, thực lực của ngươi không hề tiến thêm. Ngươi đúng là làm mất mặt tu tiên giả độ kiếp kỳ. Khoác lác, cung chủ Thiên Cung cười lạnh đáp lại, nếu người bị biếm đến cái nơi bỏ đi này, có thể sống được một vạn năm hay không còn là một ẩn số. Bổn quân xưa nay không làm mấy loại giả thiết không có ý nghĩa này. Võ La Thần Quân ngạo nghễ nói. Cung chủ Thiên Cung lên tiếng, ta không thể không có lòng tốt khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngươi nên thu tay lại. Nếu ngươi hủy tiên quan, chỉ sợ ngươi sẽ gây nên hậu quả không cách nào gánh được. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Võ La Thần Quân cười nhạo, nhưng trưởng kình trong tay không hề có chút do dự. Ngươi đừng nên bức người quá đáng. Ta sẽ đồng quy vô tận với ngươi. Cung chủ Thiên Cung bình tĩnh nói, ngươi bức bách Phù Diêu tiên tử như vậy, chẳng lẽ nàng không muốn đồng quy vô tận với ngươi sao? Lời này ngược lại khiến cho Võ La Thần Quân không khỏi ngẩn người. Năm đó, tu vi của Phù Diêu tiên tử cao hơn hắn ta. Đại khái cũng không khác gì hắn ta bây giờ. Cho dù bế quan, tu vi có giảm xuống nhưng cũng không thể khinh thường. Hư giả độ kiếp kỳ như cung chủ Thiên Cung, hắn ta có thể không để trong mắt, nhưng Phù Diêu tiên tử đúng là không thể coi thường. Cho dù nàng ta tự bạo cũng không đả thương được bổn quân mảy may. Võ La Thần Quân do dự một chút nhưng ngoài miệng lại không hề có chút khiếp ý, bổn quân có độn hành chi pháp phá giới, trong chớp mắt có thể ra ngoài vạn dặm.
Cung chủ Thiên Cung nghe xong, không khỏi cười nhạo, người rõ ràng đang e sợ, lại còn giả bộ cái gì. Bổn quân không e sợ bất cứ kẻ nào. Võ La Thần Quân rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cho dù Phù Diêu tiên tử của vạn năm trước, ta cũng không sợ, sao lại có chuyện sợ một cái xác chết của nàng ta bây giờ. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nói, vậy tại sao ngươi không hỗ trợ thức tỉnh nàng, sau đó đường đường chính chính đánh với nàng một trận. Võ La Thần Quân nhìn cung chủ Thiên Cung, thản nhiên nói, ngươi cho rằng bổn quân ngu xuẩn giống như ngươi sao? Điều này chẳng liên quan gì đến ngốc hay không, mà là có dám hay không. Cung chủ Thiên Cung khinh thường nói, ngươi không phải luôn cảm thấy tu vi của nàng không bằng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không dám thức tỉnh nàng là vì sợ bị nàng ấy đánh bại? Đúng là không biết mùi vị. Sắc mặt Võ La Thần Quân âm trầm, nhưng rất nhanh đã cười, bổn quân cần chi so đo với ngươi, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về liên minh tu tiên. Đương nhiên, trước khi rời đi, bổn quân sẽ đưa các ngươi về thế giới cực lạc. Sợ chết thì có, cung chủ Thiên Cung cười lạnh. Võ La Thần Quân hoàn toàn không để ý đến, mỉm cười vỗ tay, thật ra bổn quân còn phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta không nhất thiết phải bức Phù Diêu tiên tử đến tuyệt cảnh. Muốn giết nàng ta cũng không cần ta phải ra tay. Cung chủ Thiên Cung nghe xong, lập tức đoán được người này muốn làm gì, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi, ha ha, giết nàng ấy, mặc dù ta sẽ được đám lão già kia khen ngợi nhưng cũng sẽ khiến cho tàn nghiệt của Phù Diêu tiên tử ghi hận. Võ La Thần Quân cười khẽ, huống chi, năm đó Phù Diêu tiên tử cũng có không ít bạn bè, bây giờ bọn họ vẫn còn sống trong liên minh, ta cần chi phải làm chuyện mất mặt đó chứ. Hắn ta nói tiếp, cho nên, giết nàng ta để làm gì? Nàng ta nằm trong quan tài giả chết, vậy thì ta mang cả người lẫn quan tài về liên minh tu tiên giao cho đám lão đầu tử kia giải quyết, để bọn họ xử lý chẳng phải tốt hơn sao? Cung chủ Thiên Cung biến sắc, ngươi sẽ không được như ý đâu. Đừng quên, Hạ Thiên cũng đang ở trong quan tài, hắn chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh Phù Diêu tiên tử. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi còn chưa về được liên minh tu tiên thì đã phải chết rồi. Ha ha, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Võ La Thần Quân cao hứng gật đầu, lập tức điểm ra mấy chục đạo kiếp cương hóa thành vòng sáng màu vàng, buộc huyền tinh tiên quan thật chặt, ngươi không nói ta còn tưởng ngươi giả vờ ngớ ngẩn nữa chứ. Gia cố xong, hắn ta quay lại cười lạnh, lần này, cho dù Phù Diêu tiên tử tỉnh lại cũng không phá nổi giam cầm kiếp cương của bổn quân. Ngươi, cung chủ Thiên Cung tức đến mức muốn thổ huyết. Được rồi, ta nói với ngươi bấy nhiêu thôi, bổn quân đã cảm thấy nhàm chán rồi. Nói xong, Võ La Thần Quân khoát tay một cái điểm vào hư không, chỉ thấy giữa không trung lập tức nứt ra một khe nứt thời không. Nơi mà vết nứt này được kết nối hóa ra là mặt trăng. Nhóm người Triệu Vũ Cơ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang dừng bên trên mặt trăng. Không, phải nói là Long Xa. Bởi vì con cự thú ba đầu kéo xe có 8-9 phần tương đồng với giao long trong truyền thuyết. Cung chủ Thiên Cung cũng nhận ra loại giao long này được gọi là hoán tố đằng không giao, trời sinh có thần thông bay lên không, cho nên nó được rất nhiều tu tiên giả trong liên minh tu tiên thuần phục xung làm phương tiện giao thông. Vị lão tổ long gia chính là phương tiện giao thông Phù Diêu tiên tử thuần hóa được năm đó. Đúng là một chuyến hành trình chẳng thú vị gì cả. Võ La Thần Quân khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhấc huyền tinh tiên quan nặng nề lên, sau đó nói với đám người cung chủ Thiên Cung. Bổn quân phải đi rồi, ta không bồi đám tu tiên giả các ngươi ở đây chơi nữa. Ngươi không thể đi, cung chủ Thiên Cung nghiến răng mắng, mau để tiên quan xuống cho ta. Triệu Vũ Cơ đang liều mạng giãy giụa, nhưng vòng sáng màu vàng trên người nàng lại rất kiên cố. Nếu không có kiếp lực chèo chống, nàng thật sự không cách nào phá vỡ. Ha ha, các ngươi ngay cả bản thân mình cũng khó mà đảm bảo, cần chi quan tâm những cái khác. Võ La Thần Quân mang theo huyền tinh tiên quan chậm rãi bước vào khe nứt thời không, vừa đi vừa cười nói, chờ bổn quân đi rồi, giam cầm kiếp cương trên người các ngươi sẽ tiễn các ngươi lên đường. Nhưng các ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải ác ma, các ngươi tuyệt đối lên đường không một chút đau đớn, cũng không cần cảm ơn ta. Trong lòng cung chủ Thiên Cung không khỏi cảm thấy thê lương. Xem ra, nàng chết chắc rồi. Nhưng lạnh hơn chính là nội tâm, nàng vất vả nhiều năm như thế. Không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại như vậy, đúng là đủ châm chọc. Nàng cho rằng Hạ Thiên chính là chúa cứu thế, không nghĩ đến lại hại hắn. Lúc này, nàng có chút hối hận,
thật ra, nàng nên tìm Hạ Thiên 12 năm trước. Khi đó, thực lực của hắn rất mạnh, nàng tìm hắn, để hắn thử thức tỉnh phù diêu tiên tử, có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ đều không có nếu như, khi đó nàng không tin Hạ Thiên có được thực lực cao. 12 năm qua, trải qua vô số lần thí luyện, chiến đấu, nàng mới chính thức tin Hạ Thiên có tiềm lực, khi đó mới có kế hoạch về sau. Chưa từng nghĩ đến kết quả cuối cùng lại như vậy. Không cam lòng, không cam tâm, thật sự không cam tâm. Các vị, vĩnh biệt, ha 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 ha. Võ La Thần Quân chậm rãi bước vào trong khe nứt, Huyền Tinh Tiên Quan cách sau lưng ba thước cũng rất nhanh từng chút một tiến vào trong kẽ nứt. Bù! Trong lúc tiên quan chuẩn bị tiến hẳn vào trong khe nứt, dị biến đột nhiên phát sinh. Một luồng ánh sáng trong suốt chém tới vòng sáng màu vàng bên ngoài tiên quan, rồi nhanh chóng lui ra khỏi khe nứt. Khe nứt thời không bị san bằng trong phút chốc. Không bao lâu sau, luồng ánh sáng giam cầm đám người Triệu Vũ Cơ, cung chủ Thiên Cung cũng bị chặt đứt, các nàng được khôi phục tự do. Là khí tức của phù diêu tiên tử, là huyền tiêu thanh khí của nàng. Cung chủ Thiên Cung nhìn ánh sáng trong trẻo cuồn cuộn như nước, trong lòng cuồng hỉ không thôi, nàng ấy đã thật sự tỉnh rồi. Nhất định là Hạ Thiên đã thức tỉnh nàng ấy. Ta biết nàng ấy sẽ không cứ như vậy mà chết, ta biết nàng ấy sẽ sớm tỉnh lại. Triệu Vũ Cơ cũng không cảm khái, chỉ nói với những người khác, tất cả mọi người tập trung lại, ngưng thần đề phòng, không nên khinh thường. Những người khác lập tức nghe lệnh, tập trung lại toàn bộ bên cạnh Triệu Vũ Cơ. Ngưng thần nhìn giữa không trung. Võ La Thần Quân tuyệt đối không cam lòng thất bại, nhất định sẽ còn trở lại. Quả nhiên, một giây sau, giữa không trung lại vỡ ra một cái khe, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng mang theo cuồng nộ vọt ra. Lẽ nào lại như vậy? Võ La Thần Quân giận tím mặt, vỗ một chưởng vào Huyền Tinh Tiên Quan, phù diêu tiên tử, ta mặc kệ ngươi tỉnh thật hay tỉnh giả. Bây giờ bổn quân sẽ oanh sát ngươi. Thần La Cương Thủ, Thiên Bi Băng Lưu. Chỉ thấy vô số kiếp cương màu vàng hóa thành vạn vạn kiếm khí dài nhỏ, như cá bơi dưới đáy nước, toàn bộ chém về phía tiên quan. Bành, bành, bành. Trong nháy mắt, mấy chục âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc vang lên. Ánh mắt đẹp của Triệu Vũ Cơ ngưng lại, nói với chúng nữ, các người mau rót linh khí cho ta, không thể để hắn ta nổi điên như thế. Những người khác không chút do dự. Truyền tất cả linh khí trong cơ thể qua. Nhật Nguyệt Kiếm Pháp, Nhất Chi Độc Tú. Triệu Vũ Cơ nhận được linh khí của những người khác, lập tức một lần nữa xuất ra một chiêu mạnh nhất trong bộ kiếm pháp mà Dạ Ngọc Mị đã dạy nàng. Kiếm khí như hồng, trong nháy mắt chém đến Võ La Thần Quân. Cút sang một bên, đồ thứ kiến hôi, bổn quân không rảnh phản ứng các ngươi. Võ La Thần Quân vung tay đánh ra một kiếp cương. Biến thành trường kiếm màu vàng đối mặt với kiếm khí của Triệu Vũ Cơ. Bành! Kiếm khí đối nhau, nổ thành khí kính mãnh liệt, khiến cho toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Lúc này, cung chủ Thiên Cung cưỡng ép vượt qua đám kiếp cương màu vàng đang du động, bước đến chỗ tiên quan, bóp ấn quyết điểm vào phía trên tiên quan. Bù! Lập tức bên trên lỗ thoát khí tiên quan sáng lên, hút cả người nàng vào trong. Cung chủ Thiên Cung muốn vào bên trong xác nhận xem phù diêu tiên tử có thật sự đã tỉnh lại hay không. Nếu phù diêu tiên tử vẫn còn trong trạng thái hư nhược, nàng không ngại hy sinh chính nàng để giúp phù diêu tiên tử khôi phục. Ban đầu, nàng chẳng qua cũng chỉ là khí linh của phù diêu tiên tử biến thành, một lần nữa để phù diêu tiên tử sử dụng cũng là mong muốn cả đời nàng. Tuy nhiên, sau khi nàng tiến vào tiên quan, hình ảnh trước mắt khiến cho nàng chấn động đến mức phải há hốc mồm. Nàng vạn lần không nghĩ ra nàng sẽ nhìn thấy tình huống đó. Đúng là khó có thể tin, không thể tưởng tượng được. Hạ Thiên lại tiến vào một hoàn cảnh huyền diệu. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy ý thức của mình tách ra khỏi cơ thể một khoảng thời gian ngắn, sau đó một lần nữa hợp lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn ngạc nhiên phát hiện hắn đang ở bên trong một vùng ngân hà. Con sông lớn vắt ngang cổ kim, không biết nơi phát ra, cũng không biết nơi kết thúc. Trong sông có mặt trời mặt trăng và sao trời, cũng có vô số sinh vật to lớn. Hạ Thiên cũng đã từng ở một nơi giống như vậy nhưng lần này không giống lần trước. Lần trước, hắn ở bên trên một con sông lớn, cảm nhận được khí thế thần uy vô thượng, còn chứng kiến một cánh cửa lớn màu vàng nối liền trời đất. Lần này thì không nhìn thấy cánh cửa đó.
ngược lại nhìn thấy được. Một người, một mỹ nhân, một mỹ nhân đẹp đến mức kinh tâm động phách, gần như khoáng cổ tuyệt kim. Mỹ nhân này đứng bên cạnh, không, phải nói là nằm bên cạnh hắn. Ngươi là Phù Diêu tiên tử. Hạ Thiên nhìn thấy rõ dung mạo của nữ nhân này, lập tức nhớ đến nàng là ai. Vì sao ngươi lại mang ta đến đây? Phù Diêu tiên tử mặc một bộ áo trắng, lẳng lặng lơ lửng bên trong thiên địa, cách Hạ Thiên chưa đến một mét. Nói chuyện đi, chẳng lẽ ngươi bị câm điếc? Hạ Thiên có chút kỳ quái, muốn đưa tay thăm dò hơi thở của đối phương, nhưng hắn phát hiện mình không thể động đậy được, tại sao lại như thế? Nữ nhân kia không hề có chút phản ứng, vẫn nhắm chặt hai mắt. Tuy nhiên, cơ thể của nàng nổi lên một tia sáng trong trẻo, giống như từng sợi khói, chậm rãi trải rộng bốn phía. Chuyện gì xảy ra thế? Ngươi nói chuyện đi, Hạ Thiên khó chịu giống lên. Đáng tiếc vẫn không có ai trả lời. Hạ Thiên nhếch miệng, ta biết ngươi nghe được ta nói. Ngươi cứ giả bộ làm người chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay. Nói xong, hắn trực tiếp vận băng hỏa linh khí, ngón trước động ngón sau động, rất nhanh toàn bộ bàn tay đều có thể động. Hạ Thiên chậm rãi di chuyển cánh tay mò đến người Phù Diêu tiên tử. Gương mặt thanh lệ vô song của Phù Diêu tiên tử vẫn không có biểu cảm gì, nhưng mí mắt lại run lên một cái không dễ dàng thấy được. Ngươi vẫn còn giả bộ. Hạ Thiên tiếp tục đưa tay đến, được rồi, giả bộ cũng được, thật cũng được. Tiếp theo, lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện bên trong thiên địa. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì chuyện gì vậy? Sau khi người này xuất hiện, đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó mở to mắt nhìn. Rồi quát lớn, mau dừng tay lại cho ta. À, tại sao ngươi cũng vào đây rồi? Hạ Thiên nghe được giọng nói này, con người đảo một vòng nhìn thấy cung chủ thiên cung, tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Cung chủ thiên cung trừng mắt nhìn Hạ Thiên, không nói mấy chuyện đó, ngươi đang tính làm gì nàng ấy? Ta định làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi lại, ta đang muốn biết nàng ta đang định làm gì, hoặc giúp đỡ hoặc thả ta ra ngoài. Vậy ta ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian. Cung chủ thiên cung nhìn chằm chằm Hạ Thiên, lời này hẳn ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi khinh nhờn Phù Diêu tiên tử, trong đầu ngươi rốt cuộc là chứa cái gì? Ta không có khinh nhờn. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta hỏi nàng ấy không thèm trả lời ta. Ta không thể làm gì khác hơn là thử nàng ấy một chút, xem nàng ấy có thể chịu đến khi nào. Ngươi đúng là, cung chủ thiên cung bó tay. Sau đó nói với Hạ Thiên, người hãy thu tay lại cho ta. Hạ Thiên nhếch miệng, bây giờ ta duỗi tay cũng còn tốn sức, tiêu hao rất nhiều linh khí, ta làm sao mà thu lại được. Ngươi, cung chủ thiên cung tức đến muốn đánh người, nhưng nàng cũng không cách nào lại gần. Trong tầm mắt của nàng, Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử nằm cùng một chiếc giường đá, mà giường đá có kết giới che chở, nàng không cách nào phá giải được. Để ta thử một chút. Hạ Thiên bỗng nhúc nhích, phát hiện việc thu tay lại quả thật rất tốn sức, được rồi, không thu về được. Ngươi đúng là một tên sắc quỷ háo sắc như mệnh. Cung chủ thiên cung thấy vậy, tức đến mức muốn thổ huyết, đến lúc này rồi mà ngươi còn có suy nghĩ đó. Muốn thu hồi thì rất khó, nhưng chiếm tiện nghi thì lại có lực, đúng không? Ngươi kích động như vậy làm gì? Hạ Thiên khinh thường nói, dù sao sở cũng không phải ngươi, nàng ấy cũng không có cảm giác. Gương mặt cung chủ thiên cung đột nhiên ửng đỏ, bất mãn nói với Hạ Thiên, điều này không cần ngươi quan tâm. Tóm lại, ngươi thu tay về nhanh. Không thu được. Hạ Thiên nhếch miệng, biện pháp bây giờ chỉ có thể nhấc tay lên từng chút một đến ngay mi tâm của nàng ấy. Như vậy ta mới có thể thử dùng nghịch thiên bát châm xem có thức tỉnh nàng ấy lại được không. Cung chủ thiên cung do dự một chút, rất nhanh đã có quyết đoán, vậy ngươi nhanh một chút đi. Nếu còn tiếp tục nữa. Nữ nhân của ngươi bên ngoài nói không chừng sẽ chết sạch hết. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng muốn nhanh lên đây. Trán Hạ Thiên đổ đầy mồ hôi, nhưng linh khí toàn thân đều tập trung vào cánh tay, chậm rãi hướng lên trên. Da thịt trắng như tuyết của Phù Diêu tiên tử dần dần đỏ ửng lên, cả gương mặt cũng bắt đầu hiện lên sinh cơ của người sống. Ngươi, ngươi đừng nhanh như vậy. Cung chủ thiên cung bỗng nhăn nhó, xấu hổ còn hơn cả Phù Diêu tiên tử. Hạ Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái, không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Tại sao ngươi lại đỏ mặt chẳng khác nào đít khỉ vậy? Ta cũng không đụng ngươi mà.
biểu hiện của cung chủ Thiên Cung có chút mất tự nhiên, rốt cuộc không duy trì được sự thanh lãnh như trước, nghiến răng nói, ta vốn do khí linh của Phù Diêu tiên tử biến thành, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được thể nghiệm của nàng ấy. Không phải giống như bào thai song sinh chứ? Hạ Thiên bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, hẳn chơi rất vui. Câm miệng, cung chủ Thiên Cung nổi giận, quát lớn, ngươi lo làm chuyện của ngươi đi, tập trung tinh lực thức tỉnh Phù Diêu tiên tử, đừng nói những thứ vô vị, càng không nên nghĩ những thứ thất loạn bát tao. Đây là chuyện rất nghiêm chỉnh, tuyệt không thể loạn. Hạ Thiên thành thật nói, chơi rất vui, có cái gì không thể nói chứ? Cung chủ Thiên Cung phẫn nộ, ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại. Ngươi nói thêm gì nữa, có tin ta tìm cơ hội giết ngươi hay không? Ngươi không nỡ giết ta đâu. Hạ Thiên tăng tốc cánh tay nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trêu chọc cung chủ Thiên Cung, ta chỉ muốn thử xem, nhưng đúng là thú vị thật. Trước giờ ta chưa từng chơi qua trò chơi thú vị như thế. À, không đúng, thật ra trước kia ta đã cùng vợ nữ hoàng. Cung chủ Thiên Cung cắn chặt răng, giống như đang nhẫn nại lắng nghe, nhưng rốt cuộc không nghe nổi Hạ Thiên nói nhảm, ngươi có thể đừng nói chuyện nữa hay không? Động tác cũng nhanh lên, đừng có, a. Ồ, ngươi thật sự có cảm giác. Hạ Thiên sửng sốt, tiếp theo vô cùng kinh hỉ, xem ra lúc trước ngươi không nói thật rồi. Ngươi không chỉ là khí linh hóa thân, khẳng định còn có liên hệ khác với Phù Diêu tiên tử. Không có, cung chủ Thiên Cung mắng, đừng có làm loạn, nữ nhân của ngươi sẽ chết đấy. Võ La Thần Quân cũng không phải loại người có kiên nhẫn. Bây giờ hắn ta đang toàn lực phá hủy tiên quan, nếu trong thời gian ngắn không hủy được tiên quan, hắn ta sẽ bắt nữ nhân của ngươi ra xả giận. Người mà hắn ta giết nhất định là thần hồn câu diệt. Đến lúc đó, cho dù ngươi có nghịch thiên bát châm, ngươi cũng không cứu được các nàng. Cung chủ Thiên Cung nói không sai. Mặc dù Hạ Thiên đang nhạo báng cung chủ Thiên Cung, nhưng hắn cũng không chậm trễ. Rất nhanh, bàn tay của hắn đã sờ đến mi tâm của Phù Diêu tiên tử, giữa ngón tay sáng lên một cây ngân châm, nhắm ngay mi tâm đâm xuống. Cực tiên mộ, bên ngoài tiên quan. Võ La Thần Quân đang đánh vào tiên quan, gần như suốt 12 phần khí lực. Nhưng tác dụng cũng không quá lớn, huyền tinh tiên quan chỉ bị phá một chút góc cạnh mà thôi. Bổn quân không tin, ngay cả một tiên quan nho nhỏ cũng không làm gì được. Hai tay Võ La Thần Quân hợp lại, giơ cao quá đỉnh đầu, vận tất cả kiếp cương trong cơ thể, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng cao mấy trăm trượng, thậm chí còn không ngừng dài ra. Mũi kiếm thậm chí còn đâm thủng mái vòm bí cảnh Thiên Cung, xuyên qua mặt đất. Gần như toàn thế giới đều nhìn thấy một thanh cự kiếm màu vàng xuyên qua Thiên Cung, thẳng vào Vân Tiêu. Nhất định phải ngăn hắn ta lại. Triệu Vũ Cơ nhìn thấy, cảm thấy không ổn. Nếu bị một kiếm này chém trúng, tiên quan kia hơn phân nửa ngăn không được. Đến lúc đó, Hạ Thiên bên trong chắc chắn cũng sẽ bị trọng kích. Tổ Bối Bối đề nghị, thừa dịp bây giờ hắn ta đang tập trung đối phó tiên quan, chúng ta dùng toàn lực đánh lén hắn ta, như thế nào? Có thể không? Ninh Nhụy Nhụy có chút hoài nghi. Lam Y Nhân nói, được hay không cũng phải thử một lần. Cũng không thể cái gì cũng không làm. Đúng, anh rể vẫn còn ở bên trong tiên quan. Thạch Thuần cắn răng nói, giết không chết tên Võ La Thần Quân kia, nhưng ít nhất cũng phải khiến hắn ta phân tâm. Ta cảm thấy có thể thử một chút, Tô Vô Song nói. Dương San gật đầu đồng ý. Bạch Tiêm Tiêm và Nhiếp Tiểu Lý tất nhiên cũng không có ý kiến. Triệu Vũ Cơ thấy mọi người đều đồng tâm hiệp lực như vậy, liền gật đầu, vậy thì tới đi, cũng giống như vừa nãy. Mọi người đều tập trung linh khí còn sót lại trong cơ thể, rót vào trong người Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ ngưng thần, siết chặt trường kiếm trong tay, lại một thức nhất chi độc tú, hung bạo chém về phía hậu tâm Võ La Thần Quân. Phốc! Mũi kiếm đâm vào da thịt, lập tức máu tươi văng tung tóe. Một đám sâu kiến, dám quấy rầy chuyện của ta, bổn quân sẽ tiễn các ngươi về Tây Thiên trước. Võ La Thần Quân cảm giác hậu tâm tê dần. Quay đầu liền nhìn thấy nhóm người Triệu Vũ Cơ, không khỏi gầm thét, lập tức chém một luồng kiếm khí về phía các nàng. Luồng kiếm khí này nhanh như thiểm điện, mạnh như lôi đình. Nhóm người Triệu Vũ Cơ đã kiệt lực, không còn sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng kiếm khí chém đến. Không tránh được. Xem ra, hôm nay các nàng phải bỏ mạng ở đây rồi. Bù! Một tiếng giòn vang, kiếm khí sượt qua người các nàng.
không chút trở ngại chém về phía đằng xa. Uy lực của nó rất lớn, thậm chí còn chạm phá kết giới của cực tiên mộ. Kiếm khí lao lên mặt đất, chém mấy ngọn núi bên trên thành hai nửa, nhưng tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Sao? Võ La Thần Quân kinh ngạc nhìn mọi người bình yên vô sự trước mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi không chết. Nhóm người Triệu Vũ Cơ cũng cảm thấy mờ mịt, vội cảm nhận một chút trạng thái của mình, phát hiện chẳng những bọn họ không chết mà còn lông tóc không thương. Điều này hiển nhiên không phải Võ La Thần Quân nổi lòng từ bi mà thả cho các nàng một ngựa. Từ trạng thái cực tiên mộ bị kiếm khí của hắn ta chém đến thất linh bát lạc mà xem, cũng không phải hắn ta thất thủ. Điều này cũng chỉ có một khả năng, có sự can thiệp từ bên ngoài. Kiếm khí của hắn ta đã bị người ta cắt đứt. Một kích vừa rồi của nhóm người Triệu Vũ Cơ hiển nhiên không làm được điều này. Các nàng biết rất rõ điều đó. Cho nên, dự định lúc đó của mọi người cũng chỉ là ngăn cản thế công của Võ La Thần Quân, tranh thủ thời gian cho cung chủ Thiên Cung và Hạ Thiên. Người còn sống trong cực tiên mộ, ngoại trừ nhóm người Triệu Vũ Cơ cũng chỉ còn lại Võ La Thần Quân. À, đúng rồi, còn có một Từ Côn Luân nữa, bị Hạ Thiên dùng ngân châm phong bế ném vào đáy hồ, lúc này vẫn còn chưa động đậy được. Chẳng lẽ Ngọc Mị đến? Triệu Vũ Cơ nghĩ đến khả năng duy nhất, đó chính là Dạ Ngọc Mị hỗ trợ. Nhưng nàng đưa mắt nhìn chung quanh, cũng không cảm nhận được khí tức của Dạ Ngọc Mị. Hơn nữa, nếu Dạ Ngọc Mị đến, hẳn phải gửi tin thông báo cho các nàng biết mới đúng chứ. Phù Diêu tiên tử, có phải ngươi hay không? Võ La Thần Quân ngược lại nghĩ đến một người. Ở cái nơi rách nát này, duy nhất chỉ có một người có khả năng đối địch với hắn ta, nếu ngươi đã tỉnh, vì sao ngươi còn trốn tránh? Tại sao ngươi không hiện thân đánh với ta một trận đi? Tiên quan vẫn tản ra ánh sáng trong trẻo như cũ, nhưng lúc này lại có chút không ổn định, chợt đậm chợt nhạt, chợt nhiều chợt ít, giống như triều tịch. Nếu ngươi còn không ra, bổn quân sẽ chém vỡ mai rùa của ngươi. Lần này Võ La Thần Quân cũng không chần chừ, dùng tốc độ cực nhanh chém ra mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn kiếm khí màu vàng nhỏ vụn. Tuy nhiên, khi đám kiếm khí vừa chém đến gần tiên quan, một bức tường vô hình đã chặn chúng lại. Huyền Tiêu khí chướng. Võ La Thần Quân cắn răng mắng, chính là ngươi. Truyền thừa này đã bị đoạn mất trên toàn bộ Phù Diêu giới. Cũng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng pháp thuật này. Hắn ta nổi giận mắng tiếp, tỉnh rồi cũng không dám ra ngoài. Xem ra, Phù Diêu tiên tử, mấy năm qua ngươi xác thực sa đọa, làm mất mặt tu tiên giả độ kiếp kỳ. Nếu ngươi không ra, bổn quân sẽ giết chết ngươi ngay tại chỗ, xem như loại trừ tâm bệnh cho đám lão đầu lĩnh kia. Nói đến đây, hắn ta chậm rãi nắn thủ quyết, hai tay tìm kiếm trong hư không, đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Thanh kiếm dài 9 thước 9, toàn thân hiện lên màu xích kim, lưỡi kiếm giống như vật sống chậm rãi lay động, chẳng khác nào một con dao long bị trói lại, thỉnh thoảng còn có sấm sét lấp lánh. Trước khi bổn quân đến, hội trưởng lão đã ban cho ta một thanh thần kiếm có tên là Phần Lôi, rất thích hợp dùng để đối phó ngươi. Võ La Thần Quân cười khẽ, ánh mắt tham lam nhìn thanh kiếm, ban đầu, ta còn không nỡ dùng, bây giờ vừa lúc tìm ngươi để thử sự lợi hại của thanh thần kiếm này. Nói xong, hắn ta chậm rãi nhấc kiếm trực chỉ Huyền Tinh Tiên Quan, phần thân dĩ hỏa, càn khôn câu trước, phá cho ta. Một lát sau, toàn bộ cực tiên mộ giống như rơi vào địa ngục. Không khí bị đốt đến nổ đom đóm. Nhóm người Triệu Vũ Cơ liên tục thối lui về phía sau, thậm chí còn nghĩ đến việc chạy đi từ khe nứt mà Võ La Thần Quân vừa mới chém ra. Từ Côn Luân nằm dưới đáy hồ, cảm giác con mẹ nó đúng là xui xẻo, muốn chạy trốn cũng chạy không được. Chỉ có thể bị động chờ chết. Nếu ông ta gặp được Diêm Vương, ông ta nhất định phải cáo trạng đứa con rể tiện nghi này của mình, để hắn cũng không được dễ chịu. Bành! Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng trong trẻo đối mặt với kiếm mang màu đỏ, đánh gãy kiếm chiêu của Võ La Thần Quân. Phá cái đầu mẹ ngươi đấy, đừng có ồn ào nữa được không? Cùng lúc đó, một âm thanh không kiên nhẫn vang lên. Sao? Võ La Thần Quân cau mày. Lạnh giọng quát, Phù Diêu tiên tử, rốt cuộc ngươi cũng chịu ra rồi sao? Đừng gọi mù nữa, ta là gia gia của ngươi, không phải tiên tử. Âm thanh kia lười biếng trả lời. Võ La Thần Quân nghe được âm thanh này, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhóm người Triệu Vũ Cơ vô cùng hưng phấn. Âm thanh này, giọng điệu này,
các nàng không thể quen thuộc hơn. Hạ Thiên. Rất nhanh, Võ La Thần Quân cũng đã nhớ lại, nhưng hắn ta không thể nào tiếp thu được, tại sao ngươi lại còn sống. Cho dù ngươi trốn vào bên trong tiên quan, vừa rồi ta dùng kiếm khí không ngừng oanh kích ngươi, dư chấn cũng đủ đánh chết ngươi rồi. Tên ngốc kia, ngươi đúng là nói nhiều. Hạ Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, khí tức nóng rực xung quanh rút lui sạch sẽ. Hắn cười nói, ngươi không chấn chết được ta đâu. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng bị một nam nhân chấn chết. Ngươi thật sự là Hạ Thiên. Võ La Thần Quân há miệng muốn mắng lại, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Thiên, hắn ta bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lúc này, Hạ Thiên lơ lửng giữa không trung, thẳng tắp như cây, nhìn qua giống như cao 1m9. Mái tóc dài màu trắng bay trong gió. Cơ thể trần trụi, lộ ra đường cong cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng trong trẻo. Hắn mặc một cái quần đùi bên dưới, đôi chân dài rắn chắc vượt qua cả Dạ Ngọc Mị và Ninh Nhụy Nhụy. Càng thêm thần kỳ chính là, gương mặt kia rõ ràng không có thay đổi nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy xuất khí gấp bội, hơn nữa còn có một sự tà mị không cách nào che giấu. Thân hình này, khí chất này, rất giống những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, đẹp trai đến loạn tung phèo nhưng lại tà đến mức không gì sánh kịp. Ông xã, chàng đây là... Lam Y Nhân nhìn thấy rõ hình dáng của Hạ Thiên, không khỏi cả kinh che miệng lại. Người đang làm máy bay gì thế? Tô Bối Bối cũng nhìn đến ngây người, chỉ vào Hạ Thiên, một hồi lâu mới nói ra được một câu như vậy. Thạch Thuần cũng tham gia náo nhiệt, vừa hưng phấn vừa kinh ngạc thốt lên, oa, anh rể, tạo hình này của ngươi cực đẹp. Ai, là ai làm cho ngươi? Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm Hạ Thiên mấy lần mới lên tiếng, bây giờ nhìn đẹp trai hơn trước kia nhiều. Những người khác không nói gì nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi của Hạ Thiên. Không cần lo lắng, là ta đây. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chậm rãi nói, ta vừa mới hấp thu sức mạnh mới, tạm thời còn chưa tiêu hóa xong. Chờ ta tiêu hóa xong, ta sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Hơn nữa, ta cũng đã khôi phục lại tu vi độ kiếp kỳ. Xử lý tên ngốc kia chỉ là việc của vài phút thôi. Mọi người lui sang một bên xem kịch là được. Thạch Thuần hưng phấn vọt đến, dùng tay sờ cơ bắp của Hạ Thiên, anh rể, tuyệt đối đừng khôi phục. Diện mạo bây giờ của ngươi mới đẹp như tượng tạc, vừa tà vừa đẹp. Thuần nha đầu, ngươi muốn ăn đòn đúng không, dám chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, khoát tay ném nha đầu Thạch Thuần sang một bên. Võ La Thần Quân không biết Hạ Thiên rốt cuộc làm sao được như vậy nhưng cũng không hứng thú muốn biết. Hắn ta lạnh giọng nói, ta mặc kệ ngươi đang chơi trò gì, tóm lại các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Phù Diêu tiên tử có tránh cỡ nào cũng vô dụng thôi. Ta không cho phép ngươi nói xấu vợ Phù Diêu của ta. Hạ Thiên khó chịu nói. Võ La Thần Quân kinh ngạc không thôi, mở to mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói rất rõ ràng rồi. Hạ Thiên nhếch miệng. Phù Diêu tiên tử đã là vợ của ta, ta không cho phép ngươi động đến nửa sợi lông của nàng, thậm chí nói xấu nàng cũng không được. Bổn quân hiểu rồi, Võ La Thần Quân giật mình, ta đã sớm nghe một tin đồn, nữ tử Phù Diêu giới nhất định phải giữ hoàn bích chi thân mới có thể duy trì tu vi của mình. Một khi bị người ta phá thân, 7-8 phần tu vi sẽ chuyển sang người nam. Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Phù Diêu tiên tử năm đó oai phong cả một liên minh tu tiên lại ủy thuân cho một tên sâu kiến ở một nơi rách nát. Ha ha ha. Bốp. Một cái tát thật sự vang dội. Đánh cho Võ La Thần Quân miệng phun máu tươi, răng rơi đầy đất. Cười đã chưa? Hạ Thiên khó chịu nói, ta cho phép ngươi cười sao? Ngươi có tư cách cười sao? Ngươi muốn chết. Mặc dù Võ La Thần Quân không thèm để ý đến ngoại thương. Chúng có thể khôi phục lại như cũ bất cứ lúc nào, nhưng bị người ta sỉ nhục thì không thể nào chịu được, phần thân dĩ hỏa, càn khôn câu trước. Hắn ta giơ thanh phần lôi thần kiếm chém về phía Hạ Thiên. Kiếm lên, khí lên, thiên địa giống như có cảm giác sắp bị đốt cháy. Hơi nóng. Hạ Thiên có vẻ không thích, nên hạ tuyết xuống đi, như vậy mới mát mẻ hơn một chút. Đang nói, giữa ngón tay hắn sáng lên ngân châm, đâm vào hư không một đâm. Chỉ thấy một luồng khí mát mẽ đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt thổi bốn phương tám hướng. Tiếp theo, trên bầu trời thật sự có tuyết rơi xuống. Không bao lâu sau, tuyết biến thành lông ngỗng, cảm giác nóng rực đã bị dập tắt.
Không, không thể nào. Võ La Thần Quân không khỏi kinh sợ, cho dù nàng ta truyền hết tu vi sang cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng sử dụng kiếp lực của nàng ta. Ngươi nghĩ không ra, Hạ Thiên cười một tiếng, lộ ra ánh mắt đắc ý, thế nào? Thằng ngu ngươi có muốn mở rộng tầm mắt hay không? Ta chẳng những có thể dùng kiếp lực của nàng ấy, mà còn có thể dùng tuyệt chiêu của nàng ấy. Bổn quân không tin ngươi có thể thắng được ta. Võ La Thần Quân nổi điên, vận tất cả kiếp lực, vung phần lôi kiếm trong tay một lần nữa chém xuống, phần tâm dĩ hỏa, thần ma câu trước. Huyền tiêu thanh tuyết, nhất sát phương hoa. Hạ Thiên nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đạp bông tuyết dưới chân, khuấy động tuyết trên bầu trời, như châm như mưa, lại như ngàn vạn cây lê. Bành, bành, bành. Quyền kiếm tấn công, oanh như tiếng lôi. Hai người bọn họ đồng thời ra tay. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Triệu Vũ Cơ cũng không đuổi theo được tốc độ của bọn họ. Bên trong cực tiên mộ, tất cả các nơi gần như bị đánh trúng, đất đá bay tứ tung, giống như lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Kiếm khí đến, bông tuyết lộn xộn. Nhưng bông tuyết rơi xuống chỗ nào, kiếm khí vô cùng sắc bén đều bị đánh nát. Bỗng nhiên, một mảnh bông tuyết rơi trúng tim Võ La Thần Quân, lập tức máu tươi bắn ra như thác nước. Thân hình Hạ Thiên chẳng biết từ lúc nào xuất hiện gần Võ La Thần Quân, đưa tay giữ chặt phần lôi kiếm, cười nói, kiếm của ngươi không tệ, nhưng ngươi thì không được. Bớt phát ngôn bừa bãi ở đây đi. Ánh mắt Võ La Thần Quân tràn ngập khinh thường, lạnh lùng nói, cho dù tiểu tử ngươi may mắn có được 7-8 phần tu vi của Phù Diêu tiên tử, vậy thì tính sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ vừa mới đạt đến độ kiếp kỳ, ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Cho nên mới nói ngươi chắc chắn sẽ thua. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, khi ta còn ở cảnh giới kim đan kỳ, ta đã có thể đánh ngươi, ngươi mau quên như vậy sao? Đánh giám. Võ La Thần Quân cười nhạo, đột nhiên vặn thanh trường kiếm trong tay, muốn thừa cơ chặt tay Hạ Thiên, bây giờ bổn quân sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là uy nghiêm của độ kiếp kỳ. Bành. Hắn ta vừa mới nói xong, trên mặt đã chịu một quyền. Còn muốn giãy giụa. Hạ Thiên khinh thường mắng, đừng lãng phí thời gian nữa. Khi ta vừa ra, ngươi đã chết rồi. Chỉ là ta còn chút chuyện muốn hỏi ngươi, cho nên ta mới giữ lại cái mạng chó của ngươi, ngươi đừng nên hiểu lầm. Khi nói ra lời này, Hạ Thiên đã hoàn toàn thả ra khí thế của hắn. Hắn thân là tu tiên giả độ kiếp kỳ, uy nghiêm vô thượng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính triển lộ thực lực của mình. Khí thế này không phải sát khí, cũng không phải lệ khí. Càng không phải tà khí, mà là ưu tiên của đại đạo, mang theo tính nghiền ép không thể nghi ngờ. Hắn đang nói cho đối phương biết, giết ngươi chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa mà thôi. Nếu nhất định phải so sánh, đó chính là bá khí. Giống như một sinh viên mới ra trường gặp được một đại lão thân kinh bách chiến trong ngành, cho dù đối phương không nói câu nào cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp bách không hiểu. Võ La Thần Quân là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Cũng đã từng thể hiện uy nghiêm đó, nhưng hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có người phóng ra uy nghiêm này với hắn ta. Hơn nữa đối phương còn là phàm nhân của một nơi rách nát. Đáng sợ hơn chính là, hắn ta phát hiện hắn ta lại sinh ra kháng cự đối với loại uy nghiêm đó. Kháng cự có lẽ không liên quan đến sợ hãi nhưng căn nguyên của nó chính là bất an. Hắn ta là tu tiên giả độ kiếp kỳ, cho dù ở liên minh tu tiên. Ngoại trừ mấy lão quái vật trong hội trưởng lão, không có mấy ai có thể khiến hắn ta sinh ra cảm giác kháng cự. Hạ Thiên trước mắt rõ ràng vừa mới đạt được tu vi độ kiếp kỳ, vì sao hắn lại có uy nghiêm mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ, đây chính là uy nghiêm do nghịch thiên chân kinh mang đến? Trong đầu Võ La Thần Quân lóe lên hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, cuối cùng mới tìm được một lý do khiến mình có thể tiếp nhận. Đúng vậy. Nhất định là uy nghiêm của nghịch thiên chân kinh phát ra. Dù sao môn công pháp bác đại tinh thâm này là do giả đế có thể nghịch chuyển thiên đạo truyền xuống, có thể phát ra thiên uy như vậy cũng không lạ. Tiểu tử trước mắt chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, muốn phô trương thanh thế dọa bổn thần quân mà thôi. Võ La Thần Quân càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đoán không sai. Nếu Hạ Thiên có được bản lãnh đó, hắn còn đứng đây nói nhảm với hắn ta sao? Hạ Thiên nhếch miệng. Có chút khó chịu nói, này, tên ngốc ngươi sợ đến choáng váng rồi à? Tiểu tử, bổn quân đã khám phá ra mánh khóe của ngươi. Võ La Thần Quân lấy lại tinh thần,
hừ lạnh một tiếng, người phô trương thanh thế cũng vô dụng, chịu chết đi. Chịu cái đầu mẹ ngươi đấy. Hạ Thiên vung tay tát đến, tát mặt Võ La Thần Quân xưng to, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Vậy thì quên đi, ta không hỏi nữa, cứ trực tiếp phế bỏ ngươi, sau đó siêu hồn. Ta muốn ngươi chết. Trường kiếm trong tay Võ La Thần Quân bỗng nhiên đánh ra lôi ý, dòng điện rực sáng ầm ầm bộc phát. Ngươi muốn chó cùng rứt dậu đúng không? Hạ Thiên nhanh chóng thối lui, khó chịu nói, ta sẽ đánh ngươi đến tư thế chó đớp cứt cũng phải dùng, xem ta có tìm được cảm giác vui thú hay không. Phần ngã dĩ hỏa, đại đạo như trước. Võ La Thần Quân điều khiển lôi điện cuồn cuộn chém vào đầu Hạ Thiên, thần hồn câu diệt cho bổn quân đi. Trên thế giới, dường như không có ai có thể ngăn cản mũi kiếm của hắn ta. Lôi điện giống như dã thú nổi điên cắn xé hết thảy, ngay cả không khí cũng thiêu đốt luôn. Toàn bộ cực tiên dường như biến thành một lò vi sóng, người ở trong đó đều không có chỗ trốn, chỉ có thể chịu đựng cảm giác nóng rực, đốt cháy và lôi điện oanh kích. Ngươi muốn diệt, vậy thì diệt thôi, để ta giúp ngươi một tay. Hạ Thiên mỉm cười, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, nhanh chóng bắn ra ngoài. Hừ, ngươi cũng chỉ có chút mánh khóe đó thôi sao? Võ La Thần Quân càng thêm khinh thường, lạnh lùng nói, chỉ là ngân châm, lại còn muốn chống đỡ lôi kiếp hỏa của ta, chỉ sợ là người si nói mộng. Bây giờ bổn quân sẽ, lời còn chưa nói hết, ngân châm đã phá vỡ khí chướng lôi hỏa tương giao, trực tiếp chui vào mi tâm của Võ La Thần Quân. Bây giờ tâm trạng của ngươi là gì? Hạ Thiên mỉm cười nhìn Võ La Thần Quân, vẻ mặt trào phúng. Mặc kệ ngươi sử dụng chiêu trò gì cũng đỡ không nổi sát chiêu đường đường chính chính. Võ La Thần Quân cắn chặt răng, nhấc lên kiếp lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục chém xuống Hạ Thiên. Kiếm của ngươi đã chết. Hạ Thiên khẽ vươn tay, một lần nữa nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm của Võ La Thần Quân. Về phần lôi hỏa kiếp lực trên thân kiếm đã bị một luồng kiếp lực thanh tuyết băng lãnh chế trụ. Ngây thơ, kiếm chiêu của bổn quân sao có thể bị ngươi khám phá chứ? Ánh mắt Võ La Thần Quân sáng lên tia sáng tinh danh, ngươi mới là chết đấy. Mũi kiếm bỗng nhiên vang lên tiếng kêu cực kỳ quỷ dị. Tiếng kêu này giống như do một loài chim nào đó phát ra, lại giống như của loài rắn, nhưng chim và rắn trên trái đất tuyệt đối không phát ra được âm thanh này. Không ổn. Từ đằng xa, Triệu Vũ Cơ nghe được âm thanh này, cảm giác tê cả da đầu, tim của nàng giống như sắp bị đốt cháy. Nàng lập tức vận chuyển linh khí, cố gắng áp chế cảm giác bị thiêu đốt này xuống. Nàng vội nói với những người khác, tất cả bịt tai lại, đừng nghe nữa, âm thanh này có gì đó quái lạ. Những người khác cũng không hỏi nhiều, lập tức bịt tai. Cho dù như vậy, Nhiếp Tiểu Lý với tu vi thấp cũng phải phun máu tươi. Máu tươi vừa phun ra, lập tức bị đốt thành sợi khói màu đen, sau đó biến mất không thấy. Nhưng rất nhanh các nàng cảm nhận được có một luồng thanh khí rót vào cơ thể, nhanh chóng thanh trừ cảm giác thiêu đốt quỷ dị kia. Hiển nhiên Hạ Thiên đã ra tay thay các nàng giải trừ nguy hiểm, thuận tiện chữa khỏi thương thế của các nàng. Võ La Thần Quân thấy Hạ Thiên nhắm mắt, còn cau mày, không khỏi cười lạnh, đừng cố sống cố chết mà gượng nữa. Đây chính là mị ma yêu âm, kết hợp với kiếp cương của ta, cho dù các ngươi đóng 6 giác quan lại cũng vô dụng. Trong nửa nén hương, tất cả các ngươi đều phải, bành. Hạ Thiên bỗng dưng đánh một quyền qua, đánh gãy câu kế tiếp của Võ La Thần Quân. Còn có xương mũi của hắn ta. Chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta. Hạ Thiên nhếch miệng. Võ La Thần Quân kinh ngạc không hiểu, ngươi, tại sao ngươi lại không có việc gì? Ta không sao không phải rất bình thường à? Ta đã nói rồi, khi ta vừa ra, ngươi đã chết rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, chiêu thức của một người chết làm gì được ta chứ? Võ La Thần Quân bị kích thích, run trường kiếm trong tay muốn đâm xuyên Hạ Thiên trước mắt. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Thiên ung dung bắt lấy thanh trường kiếm đang tản ra lôi điện và khí diễm, vặn một cái, sau đó xoắn vài vòng, thanh trường kiếm bị vặn thành phế vật, sau đó vỏ thành một quả cầu. Cái này, sao có thể? Võ La Thần Quân nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là thần kiếm, do tinh thiết hấp thu khí tức lôi kiếm chế tạo thành. Hạ Thiên khinh thường nói trắng ra cũng chỉ là khối sắt mà thôi. Ngươi không thích hợp. Người rất không thích hợp. Võ La Thần Quân bỏ kiếm, chỉ vào Hạ Thiên,
lẩm bẩm, cho dù ngươi là độ kiếp kỳ, ngươi cũng không có khả năng có lực phá hoại cường đại như vậy, hoàn toàn không nhìn quy tắc đại đạo định ra, không nói lý chút nào. Hạ Thiên mỉm cười, cho nên nó mới được gọi là nghịch thiên. Nếu ta dựa theo thiên đạo các ngươi mà làm việc, vậy còn gọi cái gì là nghịch thiên nữa? Nghịch thiên chân kinh quả nhiên lợi hại như trong lời đồn sao. Võ La Thần Quân thật sự không hiểu, thấp giọng nói, không thể nào. Nếu quả thật nó thần kỳ như vậy, vì sao liên minh tu tiên không có ai tu hành, cũng không xuất hiện thêm một người như Dạ Đế? Nghịch thiên chân kinh là cái quái gì, ta không biết. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng chẳng có gì kiêng kỵ, nhưng nghịch thiên bát châm cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Người học được cũng chỉ có kỳ tài tu tiên vạn người không được một là ta. Ngươi là kỳ tài tu tiên vạn người không được một. Võ La Thần Quân nghe xong, nhịn không được cười ha hả. Có gì đáng cười không? Hạ Thiên khó chịu mắng, tên ngốc ngươi nhất định không hiểu cái gì gọi là thiên tài. Về sau ta nhất định sẽ phi thăng thành tiên. Cái gì là chân tiên, kim tiên đều do ta lựa chọn. Vạn người không được một thì tính là cái gì chứ? Võ La Thần Quân cất cao giọng nói, bổn quân chính là tu tiên giả được chọn ra từ trăm vạn tu tiên giả của ma thức giới. Đến bây giờ ta chẳng qua cũng chỉ là thần quân, cách chân tiên tuy chỉ một bước nhưng muốn đột phá, ta còn phải đến tuyển thần điện nguyệt tuyền, ngươi là cái thá gì chứ? Hạ Thiên mỉm cười lặp lại, ta là người, ta là một thiên tài. Mặc kệ ngươi được chọn từ bao nhiêu người ra, ngươi cũng còn thua cái đầu ngón chân của ta. Hừ! Bổn quân sẽ đưa tên thiên tài ngươi xuống địa ngục. Nói xong, cơ thể Võ La Thần Quân nứt ra vô số khe hở, giống như mạng nhện. Cẩn thận, hắn ta sắp tự bạo. Đúng lúc này, cung chủ Thiên Cung bỗng nhiên xuất hiện, lớn tiếng nhắc nhở. Muộn rồi, cho dù bổn quân chết cũng phải kéo tất cả các ngươi chôn cùng. Võ La Thần Quân cười gằn, đồng thời khe nứt trên người càng lúc càng lớn. Vô số ánh sáng màu vàng đen từ trong cơ thể của hắn ta bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, những luồng ánh sáng này đã xuyên thấu bốn phương tám hướng, thậm chí còn xuyên ra ngoài trái đất. Hắn ta chẳng những muốn tự bạo mà còn muốn gửi tin cho liên minh tu tiên. Cung chủ Thiên Cung nói, mau ngăn hắn ta lại. Bằng không, cho dù chúng ta may mắn không chết, liên minh tu tiên nhất định sẽ phái người mạnh hơn đến tiêu diệt chúng ta. Không cần sợ, vợ Thiên Cung. Trước đó hắn ta đã là người chết rồi. Hạ Thiên tiến lên ôm vòng eo nhỏ nhắn của cung chủ Thiên Cung, hắn ta muốn tự bạo, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Ánh mắt Võ La Thần Quân chỉ có sự lạnh lùng của người sắp chết, lập tức đánh ra sát chiêu sau cùng. Thần La Cương Thủ, phá giới phần ngã. Ánh sáng màu vàng đỏ che khuất cực tiên mộ, che khuất bí cảnh Thiên Cung, thậm chí che luôn cả trái đất, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Toàn bộ cái nơi rách nát này phải chôn cùng với ta. Cùng cái đầu ngươi đấy, muốn chết thì chết một mình đi, không ai đi cùng ngươi đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, giữ ngón tay lộ ra định hải thần châm đâm vào hư không, xuất ra một thức châm ngoại châm. Ánh sáng màu vàng đỏ đang mở rộng ra bên ngoài lập tức bị trói lại, rất nhanh co trở về. Ngươi không ngăn cản được đâu, cơ thể Võ La Thần Quân nổi lên vô số vết nứt, vẫn không ngừng có ánh sáng chảy qua. Hạ Thiên không tin ta, lười biếng nói, vậy để ta ngăn cản cho ngươi xem. Hắn gia tăng thêm mấy phần kiếp lực, thậm chí còn chuyển hóa băng hỏa linh khí của mình thành kiếp lực. Mặc dù hao tổn rất lớn nhưng hắn vẫn làm được. Đúng là không thể nói lý. Võ La Thần Quân nhìn thấy, cảm giác hắn đang đối mặt với một tên quái thai không thể nào hiểu được, chuyện đã làm không được thì sẽ làm không được. Cho dù ngươi dung hội quán thông được nghịch thiên chân kinh, ngươi cũng vẫn làm không được. Lúc này Hạ Thiên cũng chẳng muốn nhiều lời, chỉ toàn tâm toàn ý với châm pháp của mình. Nếu tu tiên giả độ kiếp kỳ tự bạo, phát ra năng lượng ngươi không cách nào tưởng tượng được. Võ La Thần Quân thừa dịp thần trí chưa tan, nói tiếp, trừ phi ngươi là chân tiên, có thể thử một lần. Chỉ là độ kiếp, làm sao có thể a? Lời còn chưa nói hết, hắn ta phát hiện ánh sáng màu vàng đỏ mà mình phát tán ra đã tiêu tán không còn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Võ La Thần Quân hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được kết quả đó, cũng vô pháp lý giải tình huống này, đây quả thật đã vi phạm pháp tắc thiên đạo. Hạ Thiên mồ hôi nhễ nhại, nhìn qua cũng biết hao tổn không nhẹ nhưng ngoài miệng vẫn nói một cách nhẹ nhõm, không có gì là không thể nào. Đối với ta mà nói,
nó chỉ là một việc rất nhỏ. Võ La Thần Quân lạnh lùng nói, đúng là đáng sợ. Người như ngươi tuyệt không thể lưu, đã không thể nào mang cái nơi rách nát này đi, bổn quân bất luận thế nào cũng phải mang ngươi đi. Nếu không, tương lai ngươi chắc chắn sẽ tạo thành chấn động cực lớn cho liên minh tu tiên. Nói xong, hắn ta hóa thành một chùm ánh sáng nhào tới Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ nhìn thấy Hạ Thiên lao lực quá độ, không nhất định có thể kịp thời phản ứng, nhưng khi nàng chạy đến nơi thì đã muộn, đành phải gọi cung chủ Thiên Cung, ngươi mau ngăn hắn ta lại. Cung chủ Thiên Cung cách Hạ Thiên gần nhất, bởi vì eo vẫn còn đang được hắn ôm, nhưng nàng cũng bất lực. Về phần nguyên nhân, nàng không tiện nói rõ. Ngươi muốn chết thì chết, đừng gây tai họa cho người khác. Lúc này, một âm thanh khác lại vang lên. Bên trong tiên quan bay ra một người, áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song, bên trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Nàng không muốn giết người, nhưng vì cứu nhiều người, nàng không thể không giết một người. Phù, Phù Diêu tiên tử. Võ La Thần Quân nhìn tiên tử đẹp đến mức không cách nào hình dung trước mắt, sửng sốt một hồi mới nói được không, ta phải gọi ngươi là Tần Sơ Tuyết. Bổn quân rốt cuộc cũng đã gặp được ngươi. Trước khi đến đây, có người đã nhờ bổn quân truyền lời. Người kia nói, xin lỗi, ta không muốn nghe. Phù Diêu tiên tử hiện thân, nhấc tay chỉ vào Võ La Thần Quân, huyền tiêu thanh khí, khinh yên phi hoa. Theo lời nói của nàng còn có tuyết bay đầy trời đột nhiên sinh ra, đẹp không sao tả xiết. Mỗi một bông tuyết đều đánh nát một vòng hào quang vàng óng, rất nhanh đã xóa đi ánh sáng phát ra từ Võ La Thần Quân. Võ La Thần Quân suy yếu ngã xuống đất, bên trong cơ thể cũng trở nên trống rỗng, giống như một cái xác không còn lực sinh mệnh, ngay cả di ngôn cũng không kịp giao phó. Tuy nhiên, sau khi Phù Diêu tiên tử thực hiện một chiêu này xong, ánh mắt mất đi thần thái, từ giữa không trung ngã xuống. Hạ Thiên lập tức phi thân sang ôm lấy Phù Diêu tiên tử, sau đó nói với nhóm người Triệu Vũ Cơ, linh khí của vợ Phù Diêu đã hao tổn không còn, để ta mang nàng đến Thanh Phong Sơn điều dưỡng. Chuyện ở đây giao cho các nàng giải quyết. Nói xong, Hạ Thiên lách mình rời đi, nhanh chóng không thấy bóng dáng. Triệu Vũ Cơ nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tìm cung chủ Thiên Cung để hỏi. Ngươi thế nào rồi, vẫn còn ổn chứ? Triệu Vũ Cơ tiến lên ôm cung chủ Thiên Cung mệt mỏi, vô lực, tại sao tu vi của ngươi cũng mất nhiều như thế? Ngươi không sao chứ? Sắc mặt cung chủ Thiên Cung không hiểu sao đỏ lên nhưng ngoài miệng vẫn nói, không có gì đáng ngại cả, chỉ là linh khí hao tổn hơn phân nửa, nhất thời chưa bổ sung kịp, tịnh dưỡng nửa ngày là được rồi. Tiên tử kia là Phù Diêu tiên tử thật sao? Thạch Thuần nhịn không cảm thán một câu, nàng ấy đẹp quá đi, bất luận gương mặt, dáng người, làn da, khí chất đều là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, cũng chỉ có Nguyệt tỷ tỷ mới có thể so sánh một hai. Ta thì hoàn toàn không có cửa. Cái này còn bảo người ta sống như thế nào nữa. Người so với ai cũng không bằng mà. Ninh Nhụy Nhụy trêu chọc. Thạch Thuần cau mày, tiếp tục sờ chân Ninh Nhụy Nhụy, vậy cũng không nhất định. Ta còn có ưu điểm, nếu không, anh rể sẽ không nhớ thương ta. Hắn chính là sắc lang, chỉ cần người có chút tư sắc là hắn muốn ngay. Tô Bối Bối bất mãn trả lời một câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 193.